đã thiền theo kiểu thân và động sơn. Sư Hạnh Độ quê ở Thiều Châu, trong thời gian du phương, sư ở Vân Cư làm hương tăng. Thấy tăng nói, Đại Thánh ở Thích Châu, gần đây xuất hiện ở Dương Châu. Có vị tăng lập câu hỏi, đem ra hỏi sư. Đã là Đại Thánh ở Thích Châu vì sao lại đến Dương Châu xuất hiện? Sư đáp, quân tử mến của lấy đó làm đạo. Sao vị tăng ấy thuật lại cho an chủ tường ở Liên Hoa Phong, an chủ kinh quản nói, con cháu Vân Môn vẫn còn, đến nửa đêm ông hướng về Vân Cư lễ bái. Như vậy thì cái câu nói nó có gì đâu kỳ đặc mà lại quản lên mà phải tính lễ. Quân tử mến của lấy đó làm đạo, nó nói tầm thường quá. Để ở đây cái hệ của Vân Môn là cái hệ nói ngược. Bởi vậy cho nên nói rằng Thánh ở Thích Châu và hiện ở Dương Châu, cũng như nói vị Thánh ở Cần Thơ mà hiện ở Đồng Nai. Thì tại sao ở Cần Thơ mà hiện Đồng Nai? Nếu ở Cần Thơ thì hiện Cần Thơ, phải không? Mà lại hiện Đồng Nai, thì cái đó là cái lối nói nó không có cái hệ mà nó rõ ràng, mà nói ở nơi này mà nói nơi khác. Thì khi đem cái câu đó ra hỏi thì Ngài đáp rằng quân tử mến của lấy đó làm đạo. Quân tử thì đâu có thì của, mà tức thì của đâu phải là quân tử, mà cái đạo của quân tử đâu phải ham tiền ham của, phải không? Nếu ham là ham tiền ham của đâu phải đạo quân tử. Thì như vậy đó là cái lối nói ngược. Như vậy nói như vậy đáp được như vậy, đó là con cháu của Đồng Diên Ngôn. Cho nên nghe câu đó thế này quản lên mới đánh lễ. Cứ về trụ tại Động Sơn, thượng đường có vị tăng hỏi, Đạt Ma chưa truyền tâm ấn tâm địa, Thích Ca chưa mở hạt châu trong búi tóc. Khi ấy nếu hỏi ý tổ Tây Sang, lại có ý tổ Tây Sang chăng? Câu hỏi này mấy chú có thể hiểu được một đoạn mà không hiểu một đoạn. Nói rằng Đạt Ma chưa truyền ấn tâm địa, Thích Ca chưa mở hạt châu trong búi tóc. Thì Thích Ca chưa mở hạt châu trong búi tóc là lúc nào? Lúc nào? Ở đâu? Đó là tụng kinh Pháp Hoa mà không nhớ. Các bạn mấy chú chưa học Pháp Hoa bao hành. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa có một đoạn Đức Phật nói rằng giống như một ông vua đó. Ông vua mà ông có những cái quân tướng đi đánh giặc, phải không? Đánh giặc về mà những cái người tướng mà kỳ đặc nhất, những cái tướng thường thì ông tặng lụa là này kia, còn ông tướng mà giỏi nhất thì ông mở cái hạt châu trong muối tóc đó để ông tặng ông tướng đó. Thì đó là vụ Phật cũng vậy, những vị mà tùy theo chiếm qua la hán này kia đó là đại vụ cho những cái tướng thường, Ngài nói giáo pháp thường. Còn người kỳ đặc đó, thì Ngài mới nói cái kinh Pháp Hoa này giống như ông vua mở cái hạt châu trên muối tóc mà truyền cho trao cho cái người tướng, thưởng cho người tướng đặc biệt đó. Thì như vậy cho nên đây mới nói là Thích Ca chưa mở hạt châu trong búi tóc. Khi ấy nếu hỏi ý tổ Tây Sang lại có ý tổ Tây Sang chăng? Khi đó ngày 2 tháng 6 mưa lâm lâm, rộng trùng khắp cả tâm bá tánh. Thì có hay không? Mưa khắp hết, không có lựa chỗ nào, ở đâu cũng có mưa ướt hết. Thế nào là mây tan nhà tăng, thương đến chống chống qua. Mây tan nhà tăng, xưng đến chống chống qua. Ngài đáp, gót chân dẫm đến chiên khang, mé nước là bao nhiêu. Nghĩa là nếu cái chân mình mà đã tới cái mé đất mà gọi là mé đất chiên khang á, thì mình biết cái nước nó sâu bao nhiêu. Ăn không đáp được, sư bảo tổ sư Tây Sang đặc biệt đề xướng việc này, tự vì sự tỏa chẳng tiến, sở dĩ từ cửa mà vào chẳng là gia căn, nhận bóng quên đầu đâu chẳng lầm lớn. Đã là tổ sư Tây Sang đặc biệt đề xướng việc này, đâu cần lại đối chúng lo đau đáo trân trọng. Như vậy thì Ngài quở cái việc đặc biệt của tổ sư mà thượng tọa tiến không được. Nếu mà từ cửa mà vào thì không phải là cái của báo trong nhà, phải không? Như vậy nhận bóng quên đầu đâu chẳng lầm lớn. Nhận bóng quên đầu là sao?
nên là thành phần nhiều mình phải học. Các ngài nói là dẫn kinh, phải không? Mà mình không học kinh thì mấy cái đó mình biết, nói từ đầu mình biết tới đó. Vì vậy nên mấy chú học kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa rồi để mà hiểu. Đó. Nếu mà mình còn nhận cái bóng cho là đầu, quên cái đầu thiệt thì đó là lầm lớn. À. Mà đã là tổ sư Tây Sang đặc biệt đề xướng việc này, mà việc đề xướng tổ sư thì đâu cần phải lo đau đáo, tức là lo nghĩ. Sư trưởng đều nói, ở Sơn Tăng nói cái gì mới được, xưa tức là nay, nay tức là xưa. Do đó Kinh Lăng Nghiêm nói, tùng ngay cước công cò trắng quả đen, lại biết tự trăng, tuy nhiên như thế, như thế nhưng mà chưa thế nè, tuy nhiên như thế, chưa hẳn tùng một bề ngay, cước một bề công cò bèn trắng quả bèn đen, động thân. Nói trong ấy cũng có cây tùng không, cũng có cây cước ngay, cũng có con cò đen, cũng có con quả trắng, đứng lâu trân trọng. Bởi vì cái thông thường, chúng ta nói quả thì đen, nói cò thì trắng, nhưng có những con cò ma nó đâu có trắng, phải không? Rồi quả thì cũng có những con quả chưa hẳn là đen, vì để cho nên câu nói đó là cái nói thông dụng, là thông dụng đó nó cũng chưa phải là chân lý. Nó có khi có những cái ngoại lệ, mình đừng có kẹt ở trong cái gì mà nói rồi mà cứ chấp chặt vào đó là chân lý hết. Sư thượng đường, mùa xuân lạnh, nước đông lại, đêm đến có biết nhiều, lại thấy trăng, khắp đất tiết càng tề, gió xuân vẫn lạnh xưa, nói thiền nói đạo dễ, thành Phật thành tổ có trân trọng. Nói thiền nói đạo dễ, mà thành Phật thành tổ khó, phải không? Nghĩa là bởi vì em nói cái này nó cái kia học lắm quá thì dễ đâu có khó, nhưng mà sống được cái đó mới là cái khó. Sư thượng đường, giờ thình gà gái sáng, cháo xong trời rạng đông, lòng đèn vẫn còn ngủ, còn cái lại tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh nó thẳng tỉnh tỉnh, rõ ràng nó thẳng rõ ràng, ngày sau tháng khác chớ nhận tớ lòng thầy. Sư tử thai cầm cả muôn cây tùng ở trên ngọn núi phía đông, trong khi trồng cây sư thường tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, ừ, trong núi nhân đó đặt tên núi này là Kim Cang Phương Thịt Tùng, bởi vì ngài là tên Phương, thịt là trồng, cây thì trồng người họ Phương là ông thầy Phương trồng tùng tụng kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Phương Thịt Tùng. Thiền sư Siêu Giao hỏi, ngọn núi ở đây Kim Cang ở chỗ nào? Sư chỉ nói gốc tùng này là đích thân lão tăng trồng. Kim Cang ở chỗ nào chỉ nói vậy đó. Ngày 8 tháng 6 niên hiệu Thiên Thánh thứ 8, có sư Thích Trúc Bệnh triệu tập hết tăng tộc, nói pháp tịch này giao cho Tự Bảo trụ trì. Sư liền lên tòa nói bài kệ thấu pháp thân, tham thiền học đạo mạc hoang mang, vấn thấu pháp thân bắt đầu tàn, dư kim lão đáo bằng lưu thậm, kiến nhân vô lịch đắc thương lương. Chữ lương nha, lương nó mới đúng dẫn. Di hữu từ đầu chi ngã đạo, chủng tùng thời phục hướng Kim Cang. Nếu mà đọc dẫn được kim cương luôn. Dịch tham thiền học đạo chớ mờ mờ, hỏi tọt pháp thân bắt đầu tàn. Nay tôi già yếu càng quá lắm, thấy người không thích để luận bàn. Đạo ta người hiểu chỉ cây cuốc, những lúc cầm tùng lên Kim Cang. Thì như vậy tới đây được ngày từ giả ngài nói rằng người học đạo thì phải thấy cho tột pháp thân, mà bây giờ tôi già yếu rồi không còn có luận bàn gì nữa, cái đạo thật của tôi chỉ ở cây cuốc như cầm tùng cái, trên cái đảnh Kim Cang thôi, chứ không gì lạ. Nói không liền tịch. Trình sư Tự Bảo ở Động Sơn cũng là con cháu của Dịch Môn. Sư thanh trong nhà con hát nên không có họ, tánh tình liêm khiết cẩn thận chính động Phật thừa, xuất gia tại chùa Giác Bạch lòng tăng, sư tu theo hạnh Đầu Đà ăn cơm hẩm mặc y vá, đến tham vấn thiền thế giới ngũ tổ, sư pháp minh tâm địa chiến tâm ban đình ở hội ngũ tổ, sư làm chủ tự, tổ con hòa thượng giới bệnh, sai một sư tỷ đến kho lấy gừng cắt thuốc, bị sư rầy không cho, sư tỷ lên bật lại hòa thượng bảo đem tiền hoàn lại,
tôi mới chịu lấy gừng trao cho. Nên đây thượng và thượng giới ông càng mến trọng, thời gian gọi sư là ông thầy bấm gừng. Thì mấy chú thấy ngài làm chi khố khắc khe với cỡ nào, cho là ông trụ trì là thượng bệnh để lấy gừng đắp thuốc, mà gừng ông mua không để kho, mà cứ lấy cái ngang ông cho, dầu hòa thượng cũng không cho. Là ông hòa thượng biết ấy thì thôi dẫn ra tiền, ông mua nhiều ông trả nhiều thì được, xuống ông hoàn tiền lại ông không biết cho. Cho nên là ông thầy bấm gừng khắc khe như vậy. Thì như vậy mình mới thấy cái người xưa đối của Tam Bảo họ có trách nhiệm gìn giữ, không có để sơ sót, dù cho ông thầy mà dùng của chúng, mà nếu dùng không chúng thì chưa phải là cũng không cho. Chứ đừng nói là cái người thường, phải không? Đó là gìn giữ như vậy, đó gọi là đem hết cái nhiệt tình mà gìn giữ của Tam Bảo. Còn mình bây giờ thì hời hợt quá, phải không? Là muốn sao cũng được hết, thì cái đó là cái mình chưa có biết. Sao sư dạo các tầm lâm đến động sơn tìm sư hiểu thông trụ trì ở đây, cũng quý trọng sư. Sau khi hiểu thông tịnh chi chúc thỉnh sư trụ trì, sư khai pháp ở động sơn có vị tăng hỏi thế nào là Phật. Sư đáp nương tựa đầu não hoặc đáp lưng dài chân ngắn. Sư hỏi sư sứ gia phúc tâm không ai nói pháp thì nào. Sư đáp nói vẫn ở tai. Tại hỏi thế nào, thế ấy là con ngũ tổ giới, là cháu Vân Hôn. Chứ đáp, ngài chạy 500. Sư dạy chúng hãy đều ở trong gió, dừng sóng lặng đến. Cũng gặp sóng to nổi dậy, lượng cả ngập trời, chính chi ấy, tìm cả thủy thủ có được. Trong chúng có người cầm lái hay không? Chúng không đáp, sư tiếp, lừa hết mọi người trong quyền. Như vậy thì nói rằng chúng ta đến chỉ trong cái sóng gió dừng sóng lặng. Còn nếu khi mà gặp sóng to gió lớn thì sao? Nếu khi đó tìm cái thủy thủ khó được, tức là mấy chú thấy khi mà sóng dừng gió lặng thì thủy thủ nó ngồi hai bên bệ thuyền, phải không? Mà sóng to gió lớn thì kiếm chú không có. Thì đó là để nói lên rằng chúng ta khi bình an thì thấy rồi bọn mình làm chủ được chút. Phải không? Khi gặp những chuyện tầm tình thì kiếm không ra, mình không làm chủ được gì hết. Gặp cảnh thì sạch chạy sạch cảnh, phải không? Nó chạy dùng chứ tìm không ra đó, không làm chủ được chút gì. Thành việc mà tìm không được thì hỏi chứ là ai mà cầm lái. Như vậy thì mình không có thể nào mà mình sống làm chủ được. Sao sư giờ đến trụ tại núi Quy Sơn, một hôm sư chống gậy xuống núi, đi giữa đường gặp lính nạt đường, đáng bên cho xe huyện quý đi. Sư đứng qua bên trái, con ngựa kéo xe qua huyện quý, thấy sư được quỳ mọt. Sư nói xuất thân này cũng biết người, huyện quý biết là sư, liền xuống xe đánh lễ, sau đó ngựa mới chịu chạy. Sư thấy, nghĩa là hồi xưa cái tộc quan đi thì có người lính bị nạt đường, cũng như mình bây giờ có kẹo hoài hụ hụ đó, xe chạy hụ hụ là chứ, để cho người ta dẹp qua hai bên. Rồi xưa đi thì không có xe, cho nên rồi ngồi trên xe ngựa, có người lính đi trước xe ngựa đó, hay là chắc là họ chạy bộ hay là chạy xe ngựa gì không biết, nhưng mà nạt đường trước thì cho dân chúng sánh hai bên để xe cho huyện quý đi chứ là quan quận đi. Thì cái bị nạt thì ngày cũng phải tránh qua bên, vẫn phải tránh mà, cứ tránh mà ngựa chạy thấy ngài cho nó quỳ mọt chứ không dám chạy. Thì ngài lúc mở đầu xuất thân cũng biết người nữa. Thì ông quan huyện quý ông biết đây là một vị hòa thượng có đức hạnh, ông xuống đánh lễ, đánh lễ rồi chào lên ngựa mới dám chạy. Thì mới chú thấy cái đức hạnh của người xưa, cho nên mình mới thấy rằng cái người tu mà biết giới luật nghiêm trang, biết tôn trọng của Tam Bảo là những người có phước lớn, có đức lớn. Còn người mà không có cái giới đức, không biết quý trọng của Tam Bảo thì những người đó là tổn phước. Cái phước mà ngựa thấy nó cũng thanh nhẹ rồi đấy. Thế lại giờ về chỗ của Văn Chư, học đem sang thành chịu cho đi quanh chùa. Thì cái quả rằng lên đài phước ở phương trưởng đi, sang thành thương thiếu đi lên đài ở phương trưởng. Thư vì người gìn giữ giới pháp rất tinh nghiêm. Thì chưa thấy nghe là lên học đem sang thành kêu là đi chơi. Kêu là đi chơi mà ngày rày, thôi trở về phương trưởng ở bên đài đi. Thì các ngài thương thiếu đi không dám cả. Từ con ngựa từ sân thành việc quý kiếm vậy, mình bây giờ đi không biết các ngài sao ha.
Cho nên đời cái đạo đức, nếu mà mình nghiệm lại, thấy người xưa nhờ cái tâm trong sạch, nhờ cái giới đức trang nghiêm đó mà các ngài được tất cả đều quý kính. Đây ngài có làm, chứ có làm bài trên tán tổ sư Đạt Ma, được chứ trên đồ. Sư trên đồ mạc, tham giới vô tướng, nghĩ dục an bài, chi quân quân đại thác, sư lao chỉ điểm, hà sứ môn mô, hiểu thức sư trên, càng khôn thất lạc. Tác, sư tướng hề thế sở hy, sư mi hề tận vân thùy, sư nhãn hề điện quang huy, sư tỷ hề tủng tu di, sư khẩu môn vô tỷ hề, quá sư thực đại thùy. Nghĩ thiệp lưu xa hề, hà bất tử tri phi, bỉ thử trưởng phu hề, trường pháp giữ a thùy, cánh trụ thiếu lâm hề, ma la cướp tây quy, ngọ nạp tăng hề, giữ nhất đốn trùy, tuy nhiên như thị hề, bất hội mạc châm trùy, dịch. Tựa, muốn vẽ trên thầy, tích mù tam giới, chữ hình đó là tôi chua, thành có dấu mạc ở hai bên. Muốn vẽ trên thầy tức là cái hình của thầy đó, tích mù tam giới, quan tính an bài, viết anh lầm lớn, lối nhập chỉ điểm, chỗ nào mó tờ, cần biết tướng thầy càng khôn hơn thang. Tướng thầy ư, đời ít có, mài thầy ư, hàng mây đủ, mắt thầy ư, làng chớp sáng, mũi thầy ư, vượt tu di, cửa miệng thầy không năng ư, lỗi tại ai? Toàn dẫn khác không ư, sao chẳng tự biết quấy? Kia đây trưởng phu ư, nên truyền pháp cho ai? Lại trụ thiếu âm ư, mà lê lót về tay. Gặp thiền sinh ư, liền cho một gậy. Tuy nhiên như thế ư, chẳng hội chớ dùi châm. Bài toán này trong thiền môn rất được tu hành, bài toán rất hay. Như vậy sáng nghe cái tướng, trên tức là cái tướng của tổ Đạt Ma, mà tổ Đạt Ma cái tướng làm sao? Muốn vẽ hình thầy tích mù tam giới, nghĩa là cái hình thầy là tùm các tam giới, chứ không phải là hình thầy trong cái giới hạn nào. Toan tính an bài với anh lòng đến, nghĩa là muốn an bài hình thế này thế kia, đó là lòng rồi. Luôn nhập chỉ điểm, chỗ nào có tờ, nghĩa là đã là thênh thang thì làm sao chỉ điểm được, làm sao mó tờ được. Cần biết tướng thầy càng không thênh thang, cái tướng thầy là trùng khắc càng không. Đó là cái lời tựa. Bây giờ cái lời sáng này, tướng thầy ư đời chỉ có, nghe tướng thầy trên đời này không có, mài thầy ư hàng mây rủ, nói với chân mài thầy tức là những đá mây nó rủ xuống là mài của thầy, mắt thầy ư làm chớp sáng. Nên như vậy thì vừa nói cái sinh hoài của thầy như mây đủ, vừa nói con mắt thầy nó trong như làn chớp, khác cái làn chớp, phải không? Mà cũng vừa tả thầy là mây, thầy là chớp. Mũi thầy ư, vượt tu di, cái lỗ mũi thầy cao hơn cái núi tu di. Cửa miệng thầy ư, thầy không năng ư, lỗi tại ai? Bởi vì lúc mà ngày sang Trung Hoa đó, lúc đó kể ra trên 90 tuổi rồi, cho nên không còn cái răng hết. Cửa miệng thầy ư, mà thầy không năng ư, lỗi tại ai? Bây giờ trở lại những cái hình ảnh, toàn dẫm cát xong ư, sao chẳng tự viết quấy? Nghĩa là khi mà ở chỗ lưng vỏ đế không hợp rồi, đem ngàn nói vượt qua sông đó, thì tại sao ngài không viết lỗi mà lại rút đi? Chia đây trưởng phu ư, nên truyền pháp cho ai? Ngài trưởng phu, người khác cũng là trưởng phu mà truyền cho ai? Là ngài có cái đó, người khác cũng có cái đó mà truyền cho ai? Lại trụ thiếu lâm ư, mà lê gót về tay, nói là ngài trụ trì ở thiếu lâm, tịch từ trong ở trên cái núi, núi gì, tên núi gì, Hùng Nhĩ, mà tại sao lại thấy quả chiếc dép về tay dễ đồ? Gặp thiền sinh ư, liền cho một gậy. Tuy nhiên như thế ư, chẳng hội chớ dùi trong. Tuy nhiên như vậy mà nếu không có nhận được, không thấy được, đừng có suy nghĩ, đừng có tìm kiếm. Như vậy là cái bài tám này rất là hay. Nhớ cái trả bài đó ha, thì tất cả quý vị mà quen thuộc phải ngồi gần cái này, mà không phải người nào có ghi tên tôi mới kêu.
Ngày nào tôi nhớ ta là tôi kêu tạm cho tay chỉ mặt. Thì chỉ mặt là đều phải phải đâu phải nói đó. Bởi vì nó có cái tầm dốc là mình học sử mà không có biết được mấy cái mối gốc đó, thì sau này mấy chú cũng dốc dốc và không biết gì hết. Bởi vì sử là có cái hệ thống tông dinh môn, tông pháp nhãn, tông quy ngưỡng, tông lâm tế, tông tào động, mỗi tông có những nhân vật nào, ngộ ở lúc nào, thấy cái gì. Sau này mình mới kể có đầu, có đuôi, có lúc, có ngọn được, thấy không? Chứ còn học mà học chung chua nghe rồi không nhớ gì hết thì sao ta hóa không biết đường đâu mà mò. Vì nó có liên hệ tới lịch sử, và lịch sử Trung Hoa rồi tới lịch sử Việt Nam. Cho nên mình phải biết căn bản một chút. Vì vậy mà không phải chỉ người nào ghi tên mới bị kêu, mà không ghi tên cũng kêu như thường này. Bắt phải đọc đi đọc lại để thấm được một chút. Cho nên thôi nghe chung chua rồi về tất cách để tách lại là hết việc. Thì chuyện đó sau này người ta hỏi thầy có học sử chưa, có. Rồi hỏi vậy không biết được đâu trả lời. Không nói lớn nhỏ mà cũng không nói có ghi tên không ghi tên, bắt buộc phải hỏi đâu phải nói đó. Quốc sư lúc nhiều ở núi Thiên Thai tiền Sử Châu cha họ Trần, mẹ họ Diệp. Mẹ sư nằm mộng thấy một luồng sáng chạm vào thân, nhưng đó biết có thai. Đáng yêu sư ra đời có nhiều điều lạ. Năm sư 15 tuổi có vị tăng lạ thấy sư, liền vỗ thân lên nói: ân nhân xuất gia, trong cảnh tục không phải là chỗ của ông. Năm 17 tuổi sư đến lạc chùa Long Quy ở quê nhà xuất gia. Năm 18 tuổi sư đến chùa Khai Nguyên Kính Châu thọ giới. Đây là giai đoạn đầu của ngài trong cuộc đời từ khi mới sanh cho đến khi đi tu có những cái điều lạ, thì đó để chứng minh rằng cách túc duyên của ngài nó đã có từ bao giờ chứ không chỉ mới trong đời này. Khoảng niên hiệu Thái Bình nhà Lương, sư cách nước Du Phương trước đến núi Đầu Tử, sư ra mắt thiền sư Đại Đồng. Đó là buổi phát tâm ban đầu. Kế sư Thăng Lắm và Thượng Tùng ở Long Nha, sư hỏi: bạch tôn hùng hùng vì sao gần chẳng được? Ông nghe đáp: nuôi lửa với lửa. Xin hỏi chẳng gặp nước lớn thì sao? Long Nha bảo: nuôi chẳng hội. Xin lại hỏi: trời chẳng che, đất chẳng chở, lý này thế nào? Long Nha đáp: nuôi như thế. Xin không ảnh hội được, lại cầu xin chỉ dạy. Long Nha bảo: đạo giả, nuôi về sau tự hội. Ở đây ngài có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất hỏi ngài Long Nha rằng: bậc tôn hùng hùng vì sao gần chẳng được? Bậc tôn hùng hùng là chỉ cho ai? Là chỉ cho Phật. Mà Phật Thích Ca là Phật nào? Bậc tôn hùng hùng ở đây không phải là Phật ở ngoài chúng ta, mà chính Phật sẵn nơi chúng ta đó. Mình có mà mình gần không được là tại sao? Thì ngài Long Nha đáp như lửa với lửa. Lửa với lửa gần nhau được không? Được không? Lửa với lửa có gần gì? Thế không? Thế là có khác mà gần không gần đó. Nhưng mà ngài không hiểu, ngài lại nói chạy gặp nước đến thì sao? Bởi vì nếu lửa đối với nước thì lửa gặp nước thì phải tắt, phải không? Nhưng như vậy ngài tưởng đang con đó đang bẻ là đúng, nhưng mà không ngờ, bởi vì nếu thấy có nước có lửa là thấy hai bên, là chưa có thấy được đạo. Do đó nên ngài Đông Nha bảo ngươi chẳng hội. Bây giờ ngài hỏi thêm một câu nữa: trời chẳng che, đất chẳng chở, lý này thế nào? Tức cái lý mà trời không che, đất không chở là để làm sao? Thì ngài Long Nha đáp: nên như thế, nên như thế thôi. Thì suy nghĩ vậy không có lãnh hội, cầu chỉ dạy. Thì ngài Long Nha bảo: đạo giả, ngươi về sau tự hội, chứ cái đó chỉ không được. Suy đến tham hứng sơ sơ, suy hỏi: trong vòng ngàn lớp là cảnh giới gì?
Sư Sơn đáp, tay trái bám dây, mang cối cùng quỷ. Sư Hải chẳng lên sư nay thỉnh thầy nói. Sư Sơn bảo chẳng nói. Sư Hải vì sao chẳng nói? Sư Sơn đáp, trong ấy chẳng diện có không. Sư thưa, nay thầy có nói. Sư Sơn kinh hãi. Như thế, sư đi thăm vấn 54 vị thiện chi thức mà pháp duyên chưa hợp. Sau cùng, sư đã lâm xuyên ý kiến pháp nhãn. Câu hỏi thứ nhất của ngài là thân vòng ngàn lớp là cảnh giới gì? Bởi vì chúng ta khi có cái quan niệm người mà còn mê lầm tìm ở trong phiền não đó, thì phiền não cái buộc thì bao nhiêu lớp, bao nhiêu vòng? Nghĩa là còn trong mê lầm thì phiền não đối với chúng ta nó bao vây trong vòng ngàn lớp, phải không? Đã là trong vòng ngàn lớp thì đó là cảnh giới gì? Thì ngài trả lời, tay trái bám dây mang cối cùng quỷ là sao? Là sao? Cùng quỷ nó có hình tướng không? Đem dây cối nó được không? Cái không có hình tướng không thể lấy dây cối được, mà lấy dây cối có nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái mê tưởng thôi chứ không có thiệt, phải không? Nghĩa là phiền não chúng ta cứ nghĩ nó là thiệt. Phiền não là gì? Là tham, là sân, là si, vân vân. Ai cũng tưởng phiền não là thiệt hết. Bởi vậy cho nên khi mà gặp cảnh cái nó bủa dây thì mình thấy cái bộ nó bao mình cả trăm lớp ngàn lớp, phải không? Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, nó thiệt hay không chứ? Thiệt không? Nếu nó thiệt thì lúc nào cũng phải có. Như bây giờ lúc tỉnh táo này kiếm được tài tham ở đâu, sân ở đâu? Ở đâu? Không có, phải không? Như vậy thì nếu cái gì thiệt thì cái đó phải có, trước sau vẫn có. Còn cái gì có khi có khi không thì đâu phải là thiệt. Đệ duyên mới có là không thiệt. Không thiệt mà mình tưởng nó thiệt, đó là chẳng khác nào cầm dây phá quỷ, phải không? Đó là cho nên ngài nói tay trái bám dây mang cối cùng quỷ. Ngài cũng chưa hiểu, nói chẳng lên xưa nay thỉnh thầy nói. Nói một câu mà đừng mắc kẹt xưa và nay, nên chúng nói câu nó được không? Thì ngài sơ sơ nói chẳng nói. Tôi hỏi tại sao chẳng nói? Thì nói trong ấy chẳng biện có không, vì trong đó không có biện có và không, làm sao nói được? Thì ngài khen, nay thầy khéo nói. Nhờ cái câu nói này mà sơ sơ kinh hãi, thấy như là ngài sắp cộ vậy. Như thế mà đi thăm đến 54 vị thiện chúng thích mà vẫn chưa cộ. Như vậy thì mấy chú thấy đã là cái người ra đời có những điều lạ đủ thuyết, phải không? Vậy đó mà đi học qua 54 vị thiện chúng thích cũng chưa ngộ thai, hướng nữa là mình ra đời bắt qua quang lên trước tới, thấy không? Mình đi câu một chúng tự mình muốn đi đi, chứ cũng không phải là ai nhắc ai thúc mình hết. Thì đó, để biết rằng cái duyên của các ngài đã dày mà còn khó khăn như vậy, hơn nữa duyên mỏng như chúng ta bảo dễ sao được. Bây giờ đi khắp các tùng lâm nên mỏi mệt lười thưa hỏi, hãy trong hội pháp nhãn xin chỉ theo chúng mà thôi. Một hôm pháp nhãn thượng đường có bị tăng hỏi, thế nào là một giọt nước ở nguồn tàu? Pháp nhãn đáp là giọt nước ở nguồn tàu. Vị tăng thấy mờ mịt khó lui, xin ngồi bên cạnh phát nhiên khai ngộ, bình sanh những mối nghi ngờ dường như băng tiêu, cảm động đến rơi nước mắt ướt áo. Chương trình trở sở ngộ cho pháp nhãn. Pháp nhãn bảo, ngươi ngày sau sẽ làm thầy quốc vương, khiến ánh sáng đạo của tổ tiên càng rộng lớn, ta không sánh bằng. Như vậy thì cái chỗ ngộ ngài ngộ cái gì? Ông tăng hỏi thế nào là giọt nước ở nguồn tàu? Nguồn tàu là nguồn gì? Nguồn tàu tức là cái nguồn tàu kia. Thì đó là một cái lối hỏi bóng gió, hỏi thế nào cái nguồn lớn của lục tổ, phải không? Nhưng mà nó là giọt nước ở nguồn tàu.
thì ngài Pháp Nhãn chỉ lặp lại cái câu đó là giọt nước bên nguồn tạo, không thêm gì hết. Như vậy thì ông Tăng hỏi để không ngộ mà ngài ngồi bên cạnh ngài ngộ. Đó để thì chúng ta thấy rằng không phải cái câu trả lời nó có nghĩa có lý mình mới ngộ, mà cái người tu khi cái tâm họ nó chín mùi, nói hai chữ là thuần thục rồi, phải không? Khi nó thuần thục rồi chỉ đợi một chút duyên gợi lại cái nó quát nhiên đại ngộ, cái đó mình không lường trước được, và không phải đợi đúng cái ý nghĩa nó mới ngộ. Cái duyên nó tới thì nó ngộ, cũng như cái trái chín mùi chỉ cần một cơn gió nhẹ qua cái nó buông trùng. Vì vậy mà cái ngộ đó không thể giải thích được. Sư vợ núi Thiên Thai xem những di tích của thiền sư Chí Cải dường như chỗ mình ở cũ, sư lại đồng họ với Chí Cải, thời nhân gọi là hậu thân Chí Cải. Thì như vậy nên là nếu là ngài Chí Cải đại sư thì đời trước đã làm vị đại sư rồi, mà bây giờ còn phái lai rồi còn phải đi học nữa thì cũng là công phu lắm á, phải không? Mà nếu không phải là Chí Cải đại sư tái lai thì tại sao đi tới đó thấy gì chỗ của mình cũ quen biết như cũ? Ban đầu sư trụ tại Bạch Sa, lúc đó thấy tự trung Niếm Vương trấn ở Thai Châu, nghe danh sư thỉnh đến hỏi đạo, sư có bảo ngày sau làm chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật pháp. Đến như hiệu Càn Hữu năm đầu 948, thái tử lên ngôi, sai sứ thỉnh sư đối xử theo tình thầy trò. Như vậy thì cái duyên của ngài khiến cho khi thái tử đến hỏi đạo thì ngài dạy rằng ngày sau làm chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật pháp. Thì câu nói đó đến khi ông được làm vua thì ông nghĩ rằng đó là Phật pháp ủng hộ ông, cho nên là ông kính làm quốc sư. Sư Thượng Đường nói thánh sư phương tiện nhiều như hà sa, tổ sư nói không phải gió tan động mà tâm nhân giả động, đây là pháp môn tâm ấn vô thượng. Chúng ta là khách ở trong pháp môn của tổ sư nên làm sao hội được ý tổ sư, chớ nói gió phan chẳng động mà tâm ông vận động, chớ nói chẳng bác gió phan đến gió phan nhận lấy, chớ nói chỗ gió phan động là cái gì. Có người nói giá vật sáng tâm chẳng cầu nhận vật, có người nói sắc tức là không, có người nói chẳng phải gió phan động nên phải giáo hội. Giáo hội như thế đối với ý chỉ tổ sư có gì giao thiệt? Đã chẳng cho hội như thế, chư thượng tọa liền nên biết rõ, nếu ở trong ấy ngộ được việc để, có pháp môn nào mà chẳng rõ? Trăm ngàn phương tiện với chư Phật một lúc rỗng suốt, lại có chỗ nghi nào? Do đó cổ nhân nói, ngột liễu thì ngàn minh, ngột mê thì muôn lầm. Ở đây ngài dẫn lại câu chuyện gió động phan động ở trong kinh Pháp Bảo Đà, phải không? Như vậy thì hai trường hợp, một ông nói gió động, một ông nói phan động, thì lực đó ngài không có chấp nhận mà ngài nói tâm nhân giả động. Thì tại sao tâm động gió thổi lá nước bay, phải không? Thì như vậy nếu không phải gió động tức là phước động, mà không phải phước tức là gió, mà ngài đã bỏ là nếu không nói gió không nói phước thì nó cả hai động, phải không? Cả hai chung lại nó động thì không lý. Thì tại sao ngài không nói vậy mà ngài nói tâm động? Động cái chữ nào? Bởi vì gió hay là phướng, tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian nó không pháp nào rời nhân duyên mà thành, phải không? Cái nào cũng có nhân có duyên hợp mới thành. Vì vậy mà nó thành cái động đó thì phải cộng cả gió cả phướng. Nhưng mà thế nhân nhìn sự vật nhìn có một chiều, phải không? Nên nhìn một chiều hoặc bên này hoặc bên kia, cũng như mình nói hoặc là có hoặc là không, ít khi nào mình nói nó cả có cả không. Có khi nào nói vậy không? Nếu mình nói vậy thì mình ba phải,
hả? Như vậy thì khi nhìn một bên, thấy một bên thì cái đó là cái thiên kiến hay là thiên chấp. Mà cái có thiên kiến thiên chấp rồi thì có đấu tranh, phải không? Ai cũng cho cái thấy mình là đúng, mà người thấy bên này đúng, người thấy bên kia cũng đúng, thì hai cái đó có đấu tranh không? Gốc của đấu tranh thì như vậy, từ cái nhìn sai lầm cho nên mới có đấu tranh. Thì như vậy cái nhìn sai lầm đó là cái gốc của động chứ gì, phải không? Do đó mà ngài nói tâm nhân giả động. Nhưng ở đây với ngài Bích Thiều thì ngài bảo chúng ta cũng đừng nói chẳng phải gió động phan động mà tâm ông vọng động, cũng đừng nói cái đó, cũng đừng nói chẳng bác gió phan đến gió phan nhận lấy vân vân. Thì như vậy là ý ngài nói sao, muốn nói cái gì? Chủ trương của ngài thì ngay ngay gió động phan động đó mà nhận ra, mà thấy được cái thật thì đúng, còn mình lý luận cách này cách kia đều là sai, phải không? Vì vậy mà ngài nói bảo đừng có nói cái nào hết, đừng nói giá bậc sáng tâm vân vân, tất cả đều đừng nói. Mà nghe đó nhận được thì nhận, không được thì thôi. Bởi vậy cho nên kết thúc cái câu đó ngài mới nói, cổ nhân nói một liễu thì ngàn nguyên, một nghe thì muôn lần, một liễu tức là một lần liễu ngộ thì ngàn việc đều sáng, còn một lần nghe lầm thì muôn việc đều lầm. À, thì mình bây giờ thuộc loại nào trong hai loại đó? Một liễu là một nguyên, nghe một nghề, bởi nghề thì cái gì cũng phải chặt được trời, phải không? Người thấy cái gì cũng chặt, nói cái gì cũng sai. Chứ thượng tọa đâu phải ngày nay hỏi được một, ngày mai lại chẳng hỏi. Đâu phải có một phần việc hướng thượng có hỏi, có một phần hạ liệt phần phu chẳng hỏi. Kiến giả như thế dù trải qua số kiếp như bụi, chỉ tự mỏi mệt tinh thần đâu có đã phải. Ngài dạy rằng cái ngộ đó, một lần ngộ thì thấy tất cả, chứ không phải nó ngộ có từng phần nhỏ, cái này ngộ còn cái kia chưa ngộ, đừng nghĩ vậy là sai lầm. Chưa có làm bài kệ giải chúng, thông quyền phân đẳng, bất thị nhân gian, tâm ngoại vô pháp, mãn mục thanh sang, dịch thấu quyền chót đẳng, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không thoát, đầy mắt muối xanh. Pháp Nhãn nghe được bảo, một bài kệ này có thể làm sống dậy tâm của ta. Tâm của Pháp Nhãn bảo vệ cho nên ở đây cái câu ngoài tâm không thoát, phải không? Như vậy đó là cái chủ yếu của kinh lý duy tâm mà ngài Pháp Nhãn lập ra. Bởi vậy cho nên ngài khen ngợi một cái bài kệ này đủ để làm sống dậy tâm của ngài. Chư giời trụ tại chùa Bát Nhã mở hội thuyết pháp, hội đầu chư dạy chúng một sợ ân nước biển cả sánh biển không thiếu, một hột cải ném cho mũi nhọn sân động, thấy cùng chẳng thấy, hội cùng chẳng hội, chỉ xa biết vậy, có bài tụng tạo hạ cao phong dĩ diễn dương, Bát Nhã viên thân đến thập phương, nhân viên hạo hạo ngơ sơ diệt, pháp giới tung hoành xứ xứ chương, dịch tạm tướng cao phong đã hiển dương, Bát Nhã viên thân khắp người phương, người trời bát nhát thân sơ xét, pháp giới dập ngang trốn chân xương. Vậy đây ngài nói về cái lý Bát Nhã. Lý Bát Nhã thì nói rằng một sợi lông mà nuốt biển cả, sóng biển cũng không thiếu, một cải mà ném trên cái ngọn núi hay là trên cái mũi nhọn không đạo. Bây giờ chúng ta chỉ nói một sợi lông và cái biển cả, cái nào lớn cái nào nhỏ? Biển cả thì thay ra một sợi lông có nghĩa gì đâu, mà tại sao một sợi lông mà nuốt cả biển cả? Như vậy là nghĩa là sao? Bởi vì xem lý Bát Nhã thì thấy tất cả pháp tự chúng nó là có là không.
Như vậy thì cái mà chúng ta thấy lớn, thấy nhỏ, đó là cái giả tướng sai biệt, phải không? Còn chơi như tánh không, nó không có lớn nhỏ. Bởi không nó lớn nhỏ cho nên bình đẳng. Đã là bình đẳng thì biển cả và sợi lông cũng là bình đẳng, cho nên nó dung nhau không hơn hại. Đó là cái lý bát nhã. Rồi trong bài kệ Ngài nói, như tạng tướng cao phong, tức là khi mà tạng tướng lưới thì đã hiển dương cái lý này rồi. Về bát nhã thì nó viên thông, nó khắp hết mười phương. Dầu cõi trời, cõi người, nó đều là thông suốt hết, đều trùm bao trùm hết. Cả pháp giới, nào dọc, nào ngang, chỗ nào nó cũng hiện bài bát nhã hết. Thì như vậy, ở đây nói bát nhã là cái bát nhã thể. Tức là cái thể của bát nhã nó bao trùm hết, không có nơi chốn, không có nói chỗ này chỗ kia. Còn cái dụng của bát nhã là cái trí chúng ta quán chiếu đó, thì cái đó thì nó mới có giới hạn. Còn nếu cái thể thì nó trùm hết. Cái vị tăng hỏi, người xưa nói, người thấy bát nhã liền bị bát nhã trói, người chẳng thấy bát nhã cũng bị bát nhã trói. Đã thấy bát nhã vì sao là bị bát nhã trói? Chứ đó, người nói bát nhã thấy cái gì? Chẳng thấy bát nhã vì sao cũng bị bát nhã trói. Nên nói bát nhã chỗ nào chẳng thấy. À. Như vậy thì chúng ta có nghi không? Thấy bát nhã bị bát nhã trói, còn không thấy bát nhã cũng bị bát nhã trói, thì vậy làm sao? Làm sao cho khỏi bị bát nhã trói? Thông thường mình nói không thấy thì bị trói phải, phải không? Vì bát nhã là sáng suốt, là trí tuệ. Còn không có cái đó, không được cái đó thì bị trói. Mà mình đã có, làm sao lại bị trói? Thì cũng như con trước nói, lời của Ngài Thiện Tu đó, như là pháp đầy đủ nơi phàm phu, mà phàm phu chẳng hội. Pháp đầy đủ nơi thánh nhân, mà thích đầy đủ nơi phàm phu, mà phàm phu chẳng biết. Pháp đầy đủ nơi thánh nhân, mà thánh nhân chẳng hội. Phàm thánh nhân nếu hội, thích đồng phàm phu nếu biết, thích đồng thánh nhân. Như vậy thì cái pháp đó là đây chỉ cho cái bát nhã. Mà nếu thấy được bát nhã thì bị bát nhã trói. Nếu là đã thấy bát nhã thì bát nhã đó là cái bị mình thấy rồi, phải không? Mà đã bị mình thấy thì bát nhã của ai chứ không phải của mình. Thì như vậy đó là đã bị trói. Còn nếu không thấy bát nhã, tức là bị mờ mịt, tức là bị trói, thì như vậy cả hai đều là quả. Như vậy làm sao cho khỏi cái đó? Làm sao khỏi cái quả đó? Chỉ bát nhã là bát nhã, phải nghe thấy, phải nghe không thấy. Những người thấy và không thấy là hai bên, bởi hai bên như mình bị trói. Còn bát nhã là bát nhã thì hết trói. Chứ lại bảo, nếu thấy bát nhã chẳng gọi là bát nhã, nếu chẳng thấy bát nhã cũng chẳng gọi là bát nhã, hãy bảo nói cái gì là thấy, chẳng thấy. Đó. Sở dĩ cổ nhân nói, nếu thiếu một pháp chẳng thành pháp thân, nếu duy một pháp cũng chẳng thành pháp thân, nếu có một pháp cũng chẳng thành pháp thân, nếu không một pháp cũng chẳng thành pháp thân, đây là chân tâm bát nhã vậy. Như vậy thì bát nhã có nghĩa là gì? Là pháp thân, nếu như là. Bởi vì bát nhã là pháp thân, mà nếu là pháp thân thì có thấy, không thấy cũng đều là bệnh. Rồi nói có, nói không, nói như nói thiếu cũng là bệnh. Tất cả hai bên đều không có hợp với pháp thân. Nhưng mà mình bây giờ thì đương sống như cái gì? Nghĩa là muốn thấy được pháp thân, nhập được pháp thân thì đừng dính hai bên, mà mình sống với hai bên, phải không? Bây giờ nói cái mình thấy có nam có nữ thì cũng là nhẹ nhàng biết bao nhiêu rồi, phải không? Rồi mình thấy có tốt có xấu thì cũng khỏe sống biết bao nhiêu. Mình thấy có khen có chê cũng khỏe,
Nhưng mà bây giờ tại vì mình thấy hai bên trên bên trong mình nó cứ chạy đầu này cái hướng đầu kia luôn luôn nó không ngang, phải không? Nếu hai bên mình đều không có thấy thiệt hết thì tự nó là an rồi. Vậy cho nên thoát thân không còn kẹt ở hai bên, mà thoát thân tức là bát nhã. Ở thứ tư, cái thượng đường giải chứng. Cổ nhân nói thế nào là thiền, tam giới nguyên nguyên, thế nào là đạo, thập phương hảo hảo. Vì sao nó tam giới nguyên nguyên, chỗ nào là đạo lý của thập phương hảo hảo, cần hỏi chăng? Đứt mát lại, đứt tai mũi lưỡi thân ý lại, không chỗ rộng thiếu, không chỗ chuyển động. Thượng tả hỏi chăng? Ngang cũng chẳng được, dọc cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đoạt đi cũng chẳng được, không có chỗ dụng thân, cũng không có chỗ lọc bài. Nếu hỏi được như thế, mới là thoát ngôn bạc chọn lựa, tất cả ngôn ngữ nhất vị trải. Nói thế nào là thiền, tam giới nguyên nguyên, thế nào là đạo, thập phương hảo hảo. Nguyên nguyên nghĩa là sao? Thường thường mình tu mà nó khít xa thì gọi là nghiêm mật, đó là tu hành nghiêm mật. Nghiêm á, nó là dày là khít. Nói tới thiền á, là trong tam giới không thể sinh sống. Thế nào là đạo, thập phương hảo hảo, hảo hảo là sao? Là thênh thang, là bát nhát. Nó, đạo là cái thênh thang bát nhát bao trùm cho mười phương. Như vậy á, thiền đạo nó trùm cả mười phương, không một chỗ nào hở cống, cho nên nói một mũi kim xuyên qua cũng không được. Đó là nguyên nhiên. Còn không nơi nào thiếu, đó là hảo hảo. Như vậy thì đã nói thiền nó đạo, tức là nó trùm khắp mười phương không hở cống trống. Thì hãy chỗ nào cần hỏi chăng? Bây giờ muốn được cái thiền đạo đó, bây giờ làm sao đây? Biết mát lại, biết tai mũi lưỡi thân ý lại, không chỗ động thiếu, không chỗ chuyển động. Chỉ cần sáu căn đóng lại cái rồi. Đóng lại nghĩa là phải nhắm mắt, phải bịt tai, phải cấm cái lưỡi, dừng dừng, phải không? Hay là biết bằng cách nào? Thực ra nói tu thì nhiều, nhưng mà cái trọng tâm nó chỉ có ở sáu căn. Nếu sáu căn chúng ta khéo nhất lắp lại được thì nó là thông suốt. Và nếu sáu căn chúng ta không khéo bị nó dẫn đi thì chúng ta bị trói buộc. Như vậy thì ở đây nó nhất lắp lại là nhất lắp cái lục tạc ở sáu căn, phải không? Nếu là lục lạc cái sáu căn mà đập tan hay là biết được thì nó trở thành lục thông. Như vậy thì ai tu khi nói rằng nhiều pháp môn chứ đều từ sáu cửa đó mà tu. Mấy chú biết tu sáu cửa không? Con mắt thấy mà không có chạy theo cảnh, lỗ tai nghe mà không có chạy theo tiếng, thì mình có tu dễ hay khó? Nhưng mà con mắt mình thấy thì có chạy theo cảnh không? Tai nghe có chạy theo tiếng không? Nó lỡ chạy theo cho nên tu nó khó, nó biến thành lục bạc đó hả? Nó phá mình tan quan sự nghiệp. Thì như vậy, chủ yếu chúng ta làm sao mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe mà không bị dính, không bị nó lôi cuốn, đó là cái gốc để mình thấy thiền thấy đạo. Còn mắt mình thấy, tai mình nghe mà nó dính nó kẹt thì thiền đạo khó tìm. Vậy dễ không? Ai có quyền hưởng được cái điều này? Ai? Đâu có dành riêng ai, phải không? Chỉ người nào khéo một chút thì được, còn không khéo thì suốt đời không bao giờ được.
Bởi vậy thiên hàng nói nguyên cũng chẳng được, vật cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đạt đi cũng chẳng được, không có chỗ dựng thân, cũng không có chỗ lập bài. Bởi vì nó là trồng hết, mà trồng hết thì mình thì khó khăn, mình dính với nó, cho nên rồi mình không thấy được cái lớn la, cái rộng rãi đó. Nếu khó khăn mình không còn bị dính mắc thì tự nhiên sẽ thấy nó thơm thang bát ngát. Hội thứ sáu của Thượng Đường giải chứng, Phật pháp hiện thành tất cả đầy đủ. Người sư nói toàn đồng thái dư, không thiếu không dư. Nếu như thế thì cái gì thiếu, cái gì dư, cái gì phải, cái gì quấy, ai là người hội, ai là người chẳng hội. Do đó nói, đi đông cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa. Thượng tọa tại sao được thành đông tây nam bắc? Nhớ hội được, tự nhiên con đường thấy nghe hiểu biết đặc biệt tất cả các pháp hiện tiền, vì sanh thế, vì pháp thân không tướng, chạm mắt đều bài, bát nhã vô tri, đối duyên liền thiếu, một lúc hội triệt để là tốt. Đó, ở đây thì Ngài muốn chỉ chúng ta thấy cái pháp thân nó là trùm khắp, nó là hiện hữu, cho nên Phật pháp hiện thành nó là hiện tại, không có xa xôi gì. Bởi vậy mới dẫn như lời trong ở đâu nói đó, còn đồng thái hư không thiết cũng như ở đâu, mà trong chính tâm linh nói rằng còn đồng thái hư không thiết không dư, mà đã không thiết không dư thì có chỗ nào không có, phải không? Như vậy cho nên Ngài mới dùng cái thí dụ như chúng ta đi đông đi tây đi nam đi bắc, chúng ta đi bốn phương, nhưng mà là mấy người ta thì cũng mình thôi, từ bốn phương nó có tên khác nhưng cái người đi chỉ là một. Vì như vậy để thấy rằng khắp tất cả các nơi, tuy nó là nói mười phương ba đời vân vân, nhưng mà cũng là ta thôi chứ không có gì khác. Bởi vậy cho nên mình biết rồi thì thấy, nghĩa là cái pháp thân nó là không có tướng mạo, nơi nào mở mắt ra nhìn thấy đều là không ngoài pháp thân. Còn cái bát nhã thì nó vô tri, đối duyên liền chiếu. Tại sao nó bát nhã vô tri? Bởi vì trong kinh có câu nói là bát nhã vô tri, vô sở bất tri, tức là cái bát nhã nó không biết mà không chỗ nào chẳng biết. Như vậy nó không biết cái gì mà không chỗ nào chẳng biết, mà không chẳng biết cái gì. Bởi vì chúng ta quen biết là biết theo cái phân biệt của thức, thành ra cái phân biệt của thức là biết theo cái giả tướng giả cảnh, thì cái gì mình cũng phân biệt mình biết, thì đó là có chi có thức, nhưng mà cái chân thật mình không biết. Còn bát nhã thì nó không có cái biết theo cái kiểu thức đó, phân biệt đó, nhưng mà tất cả pháp hiện tới thì nó đều sáng biến soi hết đó. Cho nên thường ở trong kinh ví dụ nó là cái gương đó, cái gương đó thì nó không phân biệt, nhưng mà người đen đứng đối diện nó thì nó hiện người đen sao, người trắng đối diện nó thì nó hiện sao, thì đen hiện đen, trắng hiện trắng, cao hiện cao, lùn hiện lùn, phải không? Nó không có phân biệt mà tất cả tướng đều hiện đúng như thật. À, bởi vậy cho nên nó vô tri, mà vô sở bất tri thì vậy. Thưa thượng tọa, kẻ xuất gia làm gì? Cái lý bản hữu này chưa phải là phần bên ngoài, thích tâm đạt bản nguyên nên gọi là sa môn. Nếu biết rõ ràng, không còn một mãi tơ làm chướng ngại, thượng tọa đứng lâu trân trọng. Đây là Ngài nhắc lại bổn phận của người xuất gia. Chúng ta đi xuất gia để làm gì? Có phải chăng vì muốn đạt được cái lý sẵn có mà tất cả chúng ta lo nó mê lòng quên nó đi, cho nên phải luân hồi, phải sinh tử,
và cần đạt được nó để thoát ly sinh tử. Đó là cái bổn phận người xuất gia. Như vậy cho nên trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy đó, thế nào là sa môn? Thức tâm đạt bản nguyên nên gọi là sa môn. Thức tâm tức là biết được cái tâm mình đạt bản nguyên, tức thấu triệt được cái nguồn gốc của các pháp, người đó mới gọi là sa môn. Như vậy giờ mấy chú là sa gì? Sa gì? Nếu nhỏ thì gọi là sa di, thấy không? Còn lớn thì không được giải sa di nữa mà gọi là sa gì? Nói thẳng là thật, những lần là sa môn. Thì sa môn là phải thức tâm, phải đạt bản nguyên. Mà thức chưa? Đạt chưa? Chưa thì gọi là sa gì? Gọi là sa đà. Như vậy thành ra chính những cái này là những cái chúng ta phải hổ thẹn. Bởi vì cái mục đích của người tu, cái danh tự của người tu là phải thấu suốt được cái nguồn gốc các pháp, là phải biết được tâm của mình. Bổn phận người tu là phải như vậy. Mà mình tu mà mình cứ thờ ơ, sáng tụng thời kinh, tối tụng thời kinh, rồi sống lây lết qua ngày, thì nó có chính cái danh nghĩa người tu chưa? Cho nên tu là chúng ta phải thao thức, phải băn khoăn, phải tìm ra cho được cái gì thích của mình. Phải làm sao thấy cho được, biết cho rõ, thì như vậy mới chính như cái nghĩa là sa môn. Và nếu không thấy được, không biết rõ, thì chúng ta hình thức là sa môn, là cái bản chất sa môn cũng có. Phải không? Đó. Mà nếu mình là cái hình thức, thì không có bản chất, thì cái đó gọi là sa môn gì? Nói dân từ thế gian gọi là giỡn. Sa môn rất là giỡn, chứ không phải sa môn thiệt. Cho nên chúng ta phải ráng làm sao cho đúng như cái ý nghĩa mà mình đã mang, chứ đừng để làm sai. Đến với Diệu Khai Bảo thứ tư 972, ngày 28 tháng 6, khi có chút bệnh, họ xuống từ giữa sông ngồi kiết già thị tịch. Sư tịch đã liên qua sông, họ 82 tuổi, được 65 tuổi hạ. Đó là ngày Đức Thiều. Và thiền sư Cổ Nhân ở chùa Báo An. Sư Hạ Sơn xuất gia lúc còn bé, sinh chuyên tam học, có chí tìm hiểu quyền chỉ, đi du phương qua các nước Ngân, Việt, trải các thiền hội mà chưa thấy hợp bản tâm. Sau cùng khi đến Lâm Xuyên, ý kiến phát nhãn được thầy trò đạo hiệp. Về sau, khi trở về Ngân Thủy, các ăn trên núi Đại Ngai, một hôm có hai thiền khách đến, sư hỏi, thượng tọa ở đâu đến? Thiền khách đáp, ở Đô Thành. Thượng tọa rời Đô Thành đến núi này, thì ở Đô Thành thiếu thượng tọa, ở núi này duyên thượng tọa. Như từ ngày tâm có pháp, thiếu thì tâm pháp chẳng khách, nói được đạo lý thì ở, chẳng hội thì nên đi, cả hai đều không đáp được. Bây giờ mới chưa đáp được không? Nếu mà ở Đô Thành, nó rời Đô Thành á, đến núi này thì ở Đô Thành thiếu thượng tọa, ở chỗ này dư thượng tọa. Nếu dư á, thì ngoài tâm có pháp, nếu thiếu á, thì tâm pháp không bao trùm. Như vậy nói như vậy, như vậy thiếu. Đó là cái câu hỏi mà ngài nêu lên, thành ra hai vị này đều công họng đáp cũng được. Sư giờ về thiên thai, chức an trên núi Bạch Sa, có thượng tọa Minh Nhan là người học rộng, nhớ giỏi, đến lý luận, với sư về tâm thừa. Sư hỏi, nói nhiều cách đạo càng xa, ngay có việc sư hỏi, trời trước các bậc tiên đức có ngộ hay không? Thì nếu hỏi thì sư nói sao? Thật tự nhiên phải có ngộ chứ. Minh Nhan đáp, nếu là chư thánh tiên đức đều đâu được, đâu không có ngộ, tức là đều là phải ngộ được. Tôi bảo, một người trở về buồn thêm, mười phương như không phải đều tiêu hết. Nghe núi thiên tha yên nguyên, làm sao nói tiêu hết? Thì dẫn trong Kinh Lăng Nghiêm,
biết nên phát trên quy nguyên học phương thế giới tận thành tiêu dẫn. Là một người trở về nguồn chân thì mười phương thế giới đều siêu hết, hay là thật phương hay không tận thành tiêu dẫn. Thì như vậy thì đã tiêu hết thì giờ tại sao muốn thiên thai còn đấy? Mà phát tâm trở về nguồn chân là ngộ, mà ngộ thì mười phương đều siêu hết, thì tại sao thì còn lý này? Ngộ có ngộ không? Nguyên nhân không chỗ bám thì đây nó cũng biết được. Thì như vậy để thấy rằng nhà khéo hỏi, tức là những người mà hiểu kinh điển thì ngài lấy kinh điển để hỏi. Mà chúng ta học kinh điển thì nếu thấy cái chỗ này chúng ta có hoang mang không? Như vậy thì ngộ rồi thì người phương thế giới được tiêu hết, thì tại sao mình ngộ mà núi còn? Như bây giờ Đức Phật đã ngộ, các bạn đã ngộ, mà sao mình bây giờ thấy cái đất còn nguyên, không tiêu chút nào hết? Như vậy là sao? Cho nên ở đây nói, nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thông thường thì đâm cho hoang mang, còn nếu thực hiểu thì nó tiêu với cái người ngộ, chứ nó không tiêu với cái người nguyên, phải không? Cũng như là chửi mắng đối với người ngộ thì cười, nhưng mà đối với người mê thì thành, phải không? Nếu người ngộ thì thấy nó giả, nhưng nếu người mê thấy nó thiệt, thì tùy cái chỗ người ngộ mà thấy khác, chứ không phải người kia ngộ rồi mình thấy như người kia được, thì tất cả đều thấy như người đó được. Khoảng niên hiệu càng hiệu nhà Hán, Trung Hiếu Vương thỉnh sư vào cung hỏi pháp, ngồi ở viện Tư Sùng, quê cho mời các bậc thiền đức và các dân sĩ trong thành đến cùng sư bàn đạo lý. Thiền sư Thiên Long hỏi: tất cả chư Phật và Phật pháp đều từ kinh này ra, không biết kinh này từ đâu ra? Chư Phật và Phật pháp từ kinh này ra mà không biết kinh này từ đâu ra? Thì kinh này sau đó nó cũng nằm ở trong kinh Pháp Hoa hay là kinh Kim Cang. Thì chư Phật thì không có từ kinh này ra, vậy kinh này từ cái gì ra? Thì sư hỏi nói gì? Rồi sư không hỏi trở lại, sư bảo qua rồi. Tức là ngài hỏi nói gì đó là ngài trả lời rồi. Rồi ông sư không có câu hiểu, không phải trả lại câu đó nữa, thì ngài nói qua rồi. Như vậy ngài đáp dễ hiểu rồi. Vậy kinh này từ đâu ra? Từ chỗ nào? Từ cái hỏi mà ra. Trưởng lão Tư Nghiêu hỏi: thế nào là hiện tiền sa muội? Sư hỏi: lại nghe chăng? Tư Nghiêu đáp: tôi không bệnh tai. Sư bảo: quả nhiên là bệnh tai. Đáp dễ hiểu không? Thế nào là hiện tiền sa muội? Tức là cái tánh định hiện tiền. Ngài hỏi tánh định hiện tiền thì ngài hỏi: lại nghe chăng? Ở ngọn tức quá, con không phải là biết. Thì thảo quả nhiên là biết rồi. Như vậy là sao? Hiện tiền tam muội là cái gì? Cái mình đang nghe đó là hiện tiền tam muội. Nhiều khi những cái hết sức là đơn giản, nó thông thúy làm sao? Mình cứ nghĩ tam muội tức là chánh định. Chính định là khi nào mình ngồi kéo chân kiết dạng hay thẳng là lúc đó quên thân nguyên cảnh nó gọi là tha muội, phải không? Chứ còn mình đương đi đương làm công tác làm gì có tha muội. Nhưng mà với cái thiền tâm không phải vậy. Trong khi hoạt động ngay trong chỗ đông người mà mình vẫn sống với cái hay nghe của mình thì đó là hiện tiền tha muội. Mình có hay nghe nó có động không? Đó. Mà không động thì tức là nó là hiện tiền, mà không động tức là tính đỉnh gì, thì sống với cái hay nghe, cái hay thấy đó là hiện tiền tâm. Còn nếu sống với cảnh vật với cái tiếng tâm thì hiện tiền là cái gì? Là vọng động, thì chúng ta tha muội, phải không? Mà ông này ông không hiểu,
tức là ngày tuy nhiên không hiểu, cho nên như nói lại như chăng cái ẩm thức đó, nó tôi không có bệnh tan thì tức là tôi không có điếc. Như vậy thì ngày nói quả nhiên là điếc. Thứ nhất là minh trong tháp của Thế Tôn, còn tự nhiên mà có thì trước sau thành vải, chẳng tự nhiên mà có thì nhiều kiếp bền lâu, bền cùng quại gác lại, hiện giờ trước không ở đâu, chẳng chứng được không đáp được, nếu có đáp cũng không đúng với ý hỏi, khi ấy mọi người đều kính phục, vua rất hài lòng, thỉnh sư ở thự, nguyên thân phổ chiếu thiền sư. Như vậy, dẫn cái lời minh trên tháp của ngài trước sau, còn tự nhiên mà có thì trước sau thành vại, chẳng tự nhiên mà có thì nhiệt kiếp bền lâu. Cái gì mà không thuộc về duyên thì cái đó bền lâu. Khi bền hai bên á, hoại và bền lâu thì gác qua, phải trước không hiện giờ ở đâu. À, nếu theo cái thuật của ngài đầu tử hay là của ngài thì Hoàng Bá thì nó ở đâu? Thì cái quả minh thì ông lên tiếng cái nó ở đó. Thấy không? À. Nhưng mà cả chúng họ không có cái gan đó, cho nên phải chịu thua. Sư Tử Đường bảo chúng, các ông hãy nhận nghĩa trang, chứ bảo, nói, nín, động, tịnh đều là Phật tử, chứ đồng hội. Có người ta hỏi thế nào là mặt trăng thứ hai, sư đáp, ánh mắt xem qua lắm đó, mắt tỏ xem cây, cây nháy cành. Thì ở đây, nhà chỉ cho chúng ta biết rằng đừng có lòng nói rằng nói đến động tịnh đều là thực sự. Tại sao bạn đừng có lòng như vậy? Bởi vì nói đến động tịnh nếu nghe thì có thành thực sự không? Rồi, cho nên khi chưa hội thì tất cả cái đó chưa phải là thực sự, hội rồi nó thành thực sự. Giờ ông Tăng hỏi mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai là mặt trăng sao? Người chưa học Kinh Lăng Nghiêm thì chưa biết. Từ trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói mặt trăng thứ hai là khi ngài chỉ tánh thấy, tánh nghe của mọi người sẵn có. Tánh thấy, tánh nghe đó nó là cái hiện tướng của chân thật, chứ chưa phải là cố kính chân thật. Ví dụ như lấy cái tay ấn vào mắt nhìn mặt trăng trên trời, thì khi đó nhìn thấy mặt trăng nó lóe một cái vòng tròn như là có mặt trăng thứ hai, thì cái mặt trăng thứ hai đó nó kề cạnh với cái mặt trăng thật. Đó, vì vậy mà để nói rằng cái tánh nghe, tánh thấy vân vân nó gần với cái chân thật. Bởi vì Kinh Lăng Nghiêm chủ trương rằng nhất tinh minh phân lục hòa hợp đó. Nhất tinh minh là chỉ cho một cái thể trong sáng, mà rồi nó theo duyên mà có sáu cái hòa hợp, sáu hòa hợp tức là có cái tánh thấy tánh nghe đó. Như vậy cái tánh thấy tánh nghe là một cái chân thật tương đối gần với cái chân thật tuyệt đối đó, chứ chưa phải là cái chân thật cố kính. Như vậy thì cái mặt trăng thứ hai nó gần mặt trăng thứ nhất. Đối với chú cái mặt trăng thứ ba không? Ở đâu? Mặt trăng thứ ba là ví dụ cái bóng ở dưới nước, phải không? Bóng mặt trăng ở dưới nước. Nếu cái bóng mặt trăng dưới nước sánh với mặt trăng thì nó cách xa hay gần? À, còn mặt trăng thứ hai thì khí cạnh thôi. Thì cái mặt trăng thứ ba là tạm dụ cho cái ý thức của mình hay tâm thức phân biệt của mình á. Thì cái đó giống như là cái bóng mặt trăng. Bởi vậy như em ở trong kinh có nói rằng như diễn ngã đạt đa quên đầu á, phải không? Nghĩa là bóng, thấy bóng thì cho là việc quên cái đầu thật. Thì giống như là nhìn cái bóng mặt trăng dưới nước cho là mặt trăng thiệt. Đó là cái quên. Vì vậy mà tôi nói đó là mặt trăng thứ ba. Cho nên nói rằng nếu nó mặt trăng thứ hai thì nó ấn nhát sang qua qua lắm đó, tức là khi mình ấn nhát nhìn cái qua thiệt thì cái qua nó thấy như có hai ba cái đó qua kế cạnh, thì cái qua kế cạnh nó gần như qua thiệt.
còn mắt tỏ sang cây, cây thấy cành. Con mắt mà sáng rồi thì thấy cây tình cầm rõ ràng, không nghi ngờ. Đối diện sư pháp đang hiểu thấy không ở viện Thanh Liên, sư người Ngụy Phủ có trí thông minh lạ thường, viện tài vô ngại. Trong hội pháp nhãn, toàn chúng đều ngưỡng mộ, bằng mái, người sáng suốt nỗ mực. Một hôm pháp nhãn hỏi chúng, cổ cọp mang lục lạc, người nào mở được, toàn chúng không bắt được. Sư vừa đi đến, pháp nhãn hỏi sư, sư kêu người cọp mở được. Pháp nhãn bảo chúng, các ngươi chẳng được suy nghĩ. Như thường thường, người ta đặt ra câu hỏi, mà mình thì mình luôn luôn mình hiểu ra cái ý ở bên ngoài. Ở như con cọp mang cái lục lạc, những người ăn hỏi được, thì mình biết từ những người tài ba nào đó, đúng không? Người có thành công có tài ba nào mở được, nên đâu có biết tìm là cái gốc. Thì Ngài chỉ nói rằng, ai cọp được thì người đó mở được. Thì hỏi rằng ai, như vậy thì cái đó là trở về cái gốc, đúng không? Người nào cọp được, mới cọp được thì mở được. Còn nếu mình cứ tìm người này kia, mình tưởng tượng để mà nói người đó có khả năng mở, thì mình đã bị lạc ở trên cái tưởng tượng đó. Nó thiếu thực tế. Người cái người ta nói rằng không cọp mang lục lạc, thì cái đó là cái tưởng tượng mà nói, phải không? Gần cái theo tưởng tượng mà mình suy luận là rốt cuộc được sống trong tưởng tượng, thiếu thực tế. Vì vậy mà Ngài nói là người cọp được người đó mở được. Thì như vậy, nếu mà ông tưởng rằng cái ông A cộng lục lạc vào cổ cọp, thì ông A mới là người mở được. Bây giờ, chính cái câu đó, nó vừa thực tế, và vừa mang cái ý nghĩa tu hành. Tất cả chúng ta tự than rằng phiền não khổ đau. Bây giờ cái phiền não khổ đau, ai gỡ cho mình, ai dẹp cho mình? Thì ai tạo được phiền não, tạo ra khổ đau thì người đó tự giải chứ, người đó tự khỏi chứ, thôi người khác khỏi cho người đó, phải không? Như vậy mà mấy chú tối cái linh là Phật cho Phật cứu con mà, phải không? Như vậy mình tạo một cái Phật mở, như vậy được không? Như vậy thì tất cả những cái khổ đau phúc từ mình tạo ra, ví dụ như bây giờ, người ta chửi mình, cái người vẫn bùng bùng lên, mà vì người đó có thế lực hay trả thù cũng được, mình tiếc mất ăn mất ngủ, phải không? Bây giờ ai làm sao cho mình đừng tiếc đây? Ai làm được cái đó? Thì nó nói ai làm? Kêu Phật cứu mình được đó không? Chỉ mình dừng trí để thấy lời chửi không thiệt, có gì quan trọng, bỏ về rồi. Chứ để cho mình gỡ ra, phải không? Mình nổi giận lên rồi mình cũng tự bỏ, chứ ai bỏ thế cho mình nữa? Đó. Hay là ngược lại, ví dụ như mình thấy một người nữ nhan sắc kêu mình mến quá, mình thương quá, bây giờ còn người kia thì đã cướp mình, mình cho mình quên được không? Rồi cho người đó cướp mình, tôi chẳng nó không cho cái cô đó tới mà mình làm gì cứ mơ tưởng qua thì nó hết thương được không? Phải không? Thì chỉ có cách là mình bỏ, mình nghĩ tới người đó thì hết thương, như đơn giản vậy. Thì như vậy mấy chú mới thấy tất cả các thiện nó từ cái gốc đó. Mà mình không tưởng tượng gốc, mình cứ tìm nó thôi mà. Có cái gì cái cầu này, cầu cái cứu mình mà mình không tự cứu, không tự gỡ. Thì đó là cái nhìn hết sức là lệch lạc. Cho nên ở đây bắt buộc mình phải nhìn lệch lạc. Cái người tạo ra thì cái đó là giải quyết đừng tìm cái khác, đừng cầu cái khác. Phải không? Như vậy chúng nói là thực tế. Như vậy thì mới thấy cái tu nó thực tế, chứ nó không có quyền quạt. Mà đa số người bây giờ tu, nó chưa thấy nó quyền quạt đó. Mình tạo nghiệp cho đã rồi, chạy cầu này cầu kia. Mà nhất là mình ở đây, mình cũng có lãnh một phần quyền quạt đó. Mà cúng cho mình cầu phụ hả? Mình có quyền cầu đó không? Đến chứ nào nó hằng cầu thì người đó nó khổ được không? Thành ra, mình cũng chịu một phần ảnh hưởng cái quyền quạt đó, phải không? Thực ra cầu sao cho được, nếu là mình tạo thì mình phải gỡ, chỉ có cái là thức tỉnh, biết cái đó là sai lầm sửa là được, phải không? Chứ còn cầu cứu người khác là chuyện khó được. Cho nên những câu đối đáp của thiền sư mới nghe nó hết sức là đơn sơ, mà nó thân thiết,
rất cụ thể, rất thực tế cho các trường. Ban đầu khi nhận thỉnh trụ điểm Sông Lam tại nước U Cấp Hồng Châu khi thượng đường, khi bước lên tòa liền nói: núi này trước đã có hai đời tôn túc thuyết pháp, tòa này cao rộng bất tài làm sao lên. Người xưa nói đảnh lễ Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi. Khả nói Tu Di Đăng Vương Như Lai hiện ở chỗ nào, đại chúng cần thấy đồng thời đến lễ. Thì cái chỗ gọi là Sông Lam Mê là cái nơi mà của nhiều vị tôn túc trước đã khai tòa, mà cái vị tôn túc đầu là ngài Phó Đại Sĩ ở Đời Lương. Rồi sau này nhiều vị nữa, ngài nói bây giờ các ngài tôn túc đã lên rồi, bây giờ ngài là bất tài làm sao mà leo lên cho được. Nhưng mà ở đâu nói rằng đảnh lễ Tu Đăng, Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi, ở đâu nói cái câu đó? Đây là trong Kinh Di Ma Cật, tại phải chú chưa học. Trong Kinh Di Ma Cật, các ngài Di Ma Cật, ngài ở trong cái thất của ngài, rồi chư Bồ Tát, chư Tỳ Kheo đến thăm quá, cái ngài hiện lên bao nhiêu cái tòa cao nhất. Thì các vị La Hán mà leo lên không nổi, ngài nói các ông muốn leo lên được thì phải đảnh lễ Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể leo lên ngồi được. Thì các ngài nghe lời đảnh lễ cái chào lên tòa ngồi được. Thì vì vậy nên đây lấy cái cớ đó mà nói. Tôi bước lên tòa Dê Lâu nói: vì đại chúng chỉ như thế, lại có chỗ hội trang, ta hỏi thế nào là cảnh Sông Lâm? Chứ đáp: vẽ cũng chẳng thành. Thế nào là người trong cảnh? Chứ đáp: hãy đi, cảnh vẫn chưa biết mà luận đến người. Thì ông ta có hỏi cảnh Sông Lâm, thường thường biết là hỏi cảnh, kế đó là hỏi người, phải không? Giờ hỏi cảnh thì ngài đáp vẽ chẳng thành, cái cảnh đó vẽ cũng không được nữa. Thì ông ta liền hỏi qua người, thì ngài hiểu đi, cảnh còn chưa biết mà luận đến người. Cái kia cái mày chưa hiểu, nói tới cái trong mà sao hiểu. Kế tư trụ viện hộ quốc có việc tăng hỏi: khéo hành đạo Bồ Tát không nhiễm các pháp tướng, thế nào là đạo Bồ Tát? Chưa đáp: tướng các pháp thế nào được chẳng nhiễm, nhiễm dính chỗ nào? Thì hỏi thế nào là hành đạo Bồ Tát không nhiễm các pháp tướng? Thì hỏi thế nào là đạo Bồ Tát? Thì nó tướng các pháp. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát làm những cái hạnh như là vô thí, như là trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, hay lục độ đó, thì cái đó pháp tướng không? Thì các cái đó được là pháp tướng, nhưng pháp tướng mà không nhiễm tướng. Thì ông nói thế nào chẳng nhiễm? Nó nhiễm những chỗ nào? Bởi vì Bồ Tát khi thực hành các cái tướng đó, mà các ngài thấy được pháp thân, mà pháp thân thì có nhiễm ở đó, đúng không? Cho nên nó không có chỗ nào dính diễm. Khi lại đến trụ viện Long Quang ở Kim Lan, sư thượng đường lên tòa, Như Na bạch gì rằng chúng long tượng trong pháp hội nên quá nghĩa đệ nhất. Sư bảo Như Na là nghĩa đệ nhị, các trưởng lão hiện nay là nghĩa thứ mấy? Sư liền dở tay áo bảo chúng: đại chúng hội chăng, đây là núi gọi Đạp Múa, chớ nói 500 đời trước đã làm nhạc chủ và có lòng nghi sinh thủ ra xem. Thì như vậy ở đây ngài muốn nói cái nghĩa đệ nhất, mà khi có nói năng ra thì thành cái nghĩa đệ nhị mất rồi, phải không? Và đã là nghĩa đệ nhị cho nên ngài nói mà không có nói, nói nào là núi nè, gọi nè, đạp múa, rồi thủ ra xem vân vân, thì đều là cái lối nói không cho chúng ta nghiệm xét được. Sau cùng sư trụ đại đạo tràng Thanh Lương ở Kim Lan, đến tháng 6 niên hiệu Khai Bảo năm thứ 7, suy có chức bệnh bảo chúng: lão tăng nằm bệnh gắn lôi đến đây cùng các ngươi thấy nhau, hiện nay đạo tràng mỗi chỗ rõ ràng là quá thành. Hãy nói thế nào là quá thành,
đâu chẳng thấy đạo sư chưa nói, bảo thể chẳng xa cần phải tiến tới. Khi đến thành rồi, đã nói do ta phá ra, nghe các ngươi thử nói, đạo lý khen, là như lai thiền, là tổ sư thiền, quyết định để chăng. Các ngươi tuy là kẻ thanh muộn, cần biết quốc chủ của ta nơi nào thắng cảnh đều dịnh lập đạo tràng, lưỡi cần dùng chẳng thiếu, chỉ cần các ngươi mở miệng. Hiện nay không gì hơn, biết cái gì là miệng của các ngươi. Đâu cần xét đến trong tứ ân tam hữu, muốn được hội chăng, chỉ biết cái miệng là không lỗi. Nếu có lỗi, tại các ngươi có ngã, nay gió lửa ép nhau đi đứng là đạo thường. Đánh cái đoạn này thì ngài dẫn trong kinh, kinh nào? Kinh nói về quá thành bảo sở. Như trong kinh Pháp Hoa nói rằng Phật ví dụ ngài là một cái vị thầy người dẫn đường, phải không? Cho một số người đi thì muốn tìm tới bảo sở, nhưng mà thấy họ đi mệt mỏi quá rồi, họ ngán hết mới đi nữa, thì ngài mới nói sao? Ngài mới quá làm cái thành. Thế người nói là gần tới rồi kìa, gần tới thầm rồi kìa, ráng đi. Thì những người đó hăng hái để tiến vô thầm. Đi vô thầm nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi, cái ngày nên hay là quá thành, chưa phải bỏ sẻ, cần phải đi nữa. Thì như vậy khi nói tới quá thành á, là phương tiện đối với cái người mệt mỏi, phải không? Còn nếu không có mệt mỏi thì cần có quá thành thôi. Bởi vậy cho nên nói tới tu chính như tu đà vàng, tu đà hàm, vân vân, tất cấp của bậc đó, thì cái đó là quá thành. Cho nên đỡ nghe, phải không? Tôi được cái này rồi, nếu được cái này thì chưa phải đúng chính, nhưng mà có được để cho người ta yên lòng, để lần lần nó tiến tới nữa. Đó là những cái hình ảnh mà nếu người mà cần phải dùng quá thành thì giúp đỡ biết họ luôn khỏe khoắn, mạnh mẽ, hăng hái, hay là đương sao? Là đương mệt mỏi, chán ngán, phải không? Như vậy thì cái quá thành là chỉ giúp cho những người mệt mỏi, chán ngán. Và những người mà săn sớm, tỉnh táo, hăng hái, khỏi cần vậy đó, phải không? Là như vậy để thấy cái người mệt mỏi yếu đuối đó là ví dụ cho thanh văn, phải không? Và những cái hàng Bồ Tát thì không phải vậy, phải cần mới quá thành, đó là ý nghĩa là như vậy. Bây giờ ngài nói tất cả những cái việc là chúng ta không cần xét đến trong ăn, trong tứ ăn trong hữu, mỗi người chỉ biết cái nguyện là không lỗi. Nếu có lỗi tại các việc có ngã, tại sao vậy? Cái nguyện tại sao không lỗi? Nguyện nó bậy nó bạ, lỗi từ cái nguyện mà ra chứ, phải không? Nhưng mà tại sao nói cái nguyện không lỗi? Thì mọi cái lý lẽ mà chúng ta biểu dương ra từ chỗ nào biểu ra? Là từ cái nguyện mà ra, phải không? Như vậy thì cái nguyện đó, nếu mình có ngã thì cái nguyện có lỗi không? Có lỗi không? Bởi vì có ngã cho nên động tới cái nguyện nó bậy. Nếu không có ngã thì nghĩa đâu có nói vậy. Sở dĩ thành lỗi là tại vì còn thấy có ngã đó. Ai động tới thì tập luôn cái ngã mình, cho nên nghĩa mình mới nói những lời không hiền. Bây giờ ngài chỉ nay gió lửa ép nhau đi đứng là đạo thường. Gió lửa ép nhau là sao? Tức là cái giờ phút sắp lâm chung, tứ đại nó ép ngặt với nhau. Mà tứ đại nó ép ngặt với nhau thì tức là tới lúc tan rã. Ép ngặt tan rã đó là việc thường, có gì lạ, phải không? Còn mình ở khi đó thì thường hay là đặc biệt? Lão Tăng trụ trì sắp qua một kỷ, mỗi nhờ quốc chủ giúp đỡ, đến mười phương thí chủ tăng lữ, thì từ chủ sự đến chú tiểu đều hết lòng vì ta, lặng lẽ mà khó nói, hoặc mang gai mặt
phải, đây tức là thuận tục. Ta nói trái với trên, hãy nói thuận là tốt hay trái là tốt. Song thuận theo ta, nói là không điên đảo. Di hài của ta để tại núi Nam, bên trái bên phải của Hòa Thượng Đại Trí Tạng. Xin hai phần nguyện, tự thân trầm, rất rõ ràng, không nên đổi dời. Cố gắng trân trọng, ngày 4 tháng 6 sư ngồi yên thị tịch. Để đây là cái đoạn mà Ngài di chúc lại. Trước hết thì Ngài cảm ơn những cái người đã giúp Ngài trong cái cuộc giáo hóa. Trước là chính quyền, thế đó là thí chủ, và thế đó là chư tăng ở trong chùa. Rồi bây giờ Ngài dặn người ta khi chết thì đệ tử hoặc là mang gai mặt phải, tức là để tang đó, đây tức là thuận tục, làm đó là làm theo cái thế tục. Nhưng mà ta nói là sáng với trên à, nếu mà mình còn để tang theo cái kiểu đó là thuận với thế tục, nhưng mà trái với trên là trái với đạo à. Hãy nói thuận là tốt hay là trái là tốt à. Như vậy thì nếu thuận với thế tục mà trái với đạo, cái nó tốt hay không tốt? Bây giờ Ngài yêu cầu phải thuận theo ý của Ngài, là để cho Ngài ở nơi này và thấy rõ sự thăng trầm, đừng có đổi dời. Đó là cái ý Ngài di chúc lại. Kế tiền sư Thanh Tổng ở Linh Ẩn Hàng Châu, sư quê ở Thanh Huyện, Phước Châu, ban đầu chưa đến tham vấn Pháp Nhãn. Một hôm Pháp Nhãn chỉ một giọt mưa bão, giọt giọt rơi trong con mắt của Thượng Tọa. Lúc này nghe nói vẫn chưa ngộ, sau nhân đọc kinh Quan Nghiêm, sư liền cảm ngộ, sư đến trình với Pháp Nhãn, Pháp Nhãn ấn chứng. Tại sao này Pháp Nhãn lại nói mưa giọt giọt rơi trong mắt của Thượng Tọa? Có giọt mưa nào rơi trong mắt mình không? Bởi vì ở trong tông Pháp Nhãn luôn luôn cái chủ trương là tam giới duy tâm đó, thì không một pháp nào rời tâm mình. Vì vậy mà Ngài Biếu Phong có nói đó, nó khắp cả mười phương là con mắt của Thượng Tọa, phải không? Là con mắt của Thượng Tọa thì mười phương là con mắt của mình, thì có giọt mưa nào rời mắt mình đâu, phải không? Nó đều rơi trong con mắt của mình. Thì con mắt này không phải là con mắt nhỏ của mình bây giờ, đó là chỉ cho con mắt và trùng khắp đó. Sư về Cách Am trên núi Tứ Minh ở Minh Châu, tiếp đạt sứ Tiền Ức, kính sư làm thầy. Trung Hiến Vương thỉnh sư khai pháp hai nơi Lâm An, sao sư trụ ở linh chùa Linh Ẩn ở Thự, hiệu Liễu Ngộ Thiền Sư. À, hồi thời sống hay dùng chữ Thự. Thự là sao? Thự là cái nhà riêng mà đẹp đó, bây giờ ta có biệt thự đó, nhớ không? Cái nhà riêng mà đẹp đẽ thì gọi là biệt thự, thự viện. Thế thượng đường giải chúng, mười phương chư Phật thường ở trước các ngươi lại thấy chăng? Nếu nói thấy là đem tâm thấy hay đem mắt thấy? Do đó nên nói tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Thường thường giáo lý nhà Phật nói thì tất cả pháp nó là sanh là diệt hay là chẳng sanh chẳng diệt, các pháp là vô thường, phải không? Là các pháp vô thường, tức là sanh là diệt. Và Ngài nói ở đây dẫn tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Như vậy thì nếu chúng ta nhìn trên giả tướng các pháp á, thì các pháp có tâm có diệt là vô thường, vì cái giả tướng là vô thường. Nhưng mà thực tánh của các pháp thì có vô thường không? Nói gần nhất như Bát Nhã là tánh không có pháp có vô thường không? À, như vậy thì nếu thấy được tánh các pháp không có vô thường, đó là thấy chưa Phật, phải không? Còn thấy cái giả tướng của nó thì chưa phải thấy Phật. Mà thấy Phật, làm sao thấy? Phật đâu ngoài đó mà thấy.
mà nếu thấy cái pháp không sinh diệt thì cái thấy đó là có thiên kiến đâu. Thấy sắc là thấy tâm, hãy nói cái gì là tâm. Tướng núi sông đất ruộng, vạn tượng sinh la, xanh vàng đỏ trắng, nam nữ là tâm hay chẳng phải tâm? Nếu là tâm vì sao lại trở thành vật tượng? Nếu chẳng phải là tâm, sao lại nói thấy sắc là thấy tâm? Hội chăng chỉ vì mê cái này mà thành điên đảo, các thứ chẳng đồng, trong cái không đồng dị, ép thành đồng dị. Hiện nay thẳng đó thừa đương, chống ngộ bản tâm, rõ ràng không có một vật có thể làm thấy nghe. Nếu người lìa tâm liên cầu giải thoát, người xưa gọi lầm sống vàng nguồn, rất khó hiểu ngộ. Thì như vậy, thì Ngài nói rằng tất cả cảnh đều không ngoài tâm. Nếu ngoài tâm thì mình đâu có biết, phải không? Mà biết nó thì nó không ngoài tâm. Thì như vậy, thấy sắc, đó là thấy tâm. Nghe tiếng, đó là nghe tâm. Phải không? Mà mình có nghe tâm không? Hay là nghe tiếng là tiếng, thấy sắc là sắc? Bởi vì chúng ta quen cái tật, cứ nhìn ra ngoài, thấy cái này nó đẹp, nó xấu, mà quên mình có cái đương thấy. Phải không? Nghe cái tiếng, khen tiếng chê, phân biệt tiếng khen tiếng chê, mà quên mình có cái đang nghe. Vì vậy mà thấy sắc không thấy tâm, nghe tiếng không có nghe tâm. Nếu mình thấy sắc mà mình nhớ mình có đang thấy, mà mình không cần phân biệt với sắc, thì như vậy là sao? Là thấy tâm. Nghe tiếng mà mình không, vẫn nghe mà mình không phân biệt tiếng, mà nhớ mình đang nghe. Nhớ cái đang nghe của mình, đó là mình nghe được tâm. Là phản văn tự tánh chứ gì. Như vậy thì nó hết sức là đơn giản. Mà mình không chịu, mình cứ thấy cảnh, nghe tiếng, mình cứ chạy theo cảnh và tiếng, mà không bao giờ nhớ được mình. Có ai nhớ không? Thì chú có nhớ không? Ít nhớ mình lắm, phải không? Nhớ cảnh, đó là cái mê. Cho nên trong cái không đồng dị mà nó biến thành đồng dị là vậy đó. Mà nếu mình như vậy đó, gọi là lầm sống mà, ngoài tâm, lìa tâm mà cầu giải thoát, lầm sống bằng nguồn, tức là quên sống mà để tìm cái nguồn nước. Vì dưới cái sông, dưới ngọn suối, khi gió thổi thì sóng nổi, mà mình cho sóng không phải nước, để tìm nguồn nước thì chừng nào tìm ra. Vì vậy cho nên gọi là lầm sống bằng nguồn, rất là khó hiểu ngộ. Có bị tăng hỏi thế nào là ma ha bát nhã, suy đáp riết rơi lai lái, tăng không đáp được, sư hỏi hội chăng, tăng thưa chẳng hội, suy đáp ma ha bát nhã, phi thủ phi xã, nhật nhân bất hội, không hàng riết hạ. Dịch ma ha bát nhã, chẳng thủ chẳng xã, nếu người chẳng hội, gió lạnh riết rơi. Như vậy thì bố hội ma ha bát nhã phải làm sao? Phải phi thủ phi xả, phải không? Không phải thủ mà cũng không phải xả. Đừng có dính hai bên đó thì nó là bạc nhà. Bây giờ dính không? Không thủ thì xả, không xả thì thủ. Đó là qua cái đời thứ 10. Giờ tới đời thứ 11 sau lục tổ. Trước là thông tạo động. Tiền sư Nghĩa Thanh ở đầu tử, sư họ Lý quê ở Thanh Đỗ, lúc 7 tuổi có nhiều điều lạ, đến chùa Diệu Tướng xin xuất gia, học luận bách pháp, chưa bao lâu, sư thang, con đường ba tăng kỳ xa xôi, tự giam hãm nào có ích gì, sư bèn vào thành lạc nghe kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, đọc bài kệ của chư Lâm Bồ Tát đến câu, tức tâm tự tánh, sư liền phát tỉnh, nói, pháp lìa văn tự đâu có thể giảng ư? Sư bèn chết nước du phương qua các thiền hội. Bởi vì ở trong các cái luận mà luận bách pháp minh môn á, là cái luận thuộc về di thức học, chia sẻ một trăm pháp của tâm thức và ngoại cảnh. Vì vậy cho nên là tâm pháp và sắc pháp á. Thì cái lối chia sẻ đó, nó thuộc về cái hình thức
Bởi hình thức cho nên nói rằng người tu mà muốn tới từ phàm phu đến thành Phật thì phải trải qua ba a tăng kỳ, tức là ba cái vô số kiếp mới được. Thì ngài nghe đó thì ngài nói tự giam hãm nào có ích gì, ngài mới đi tìm nghe kinh Quan Nghiêm. Nghe kinh Quan Nghiêm tới chỗ tích tâm tự tánh, tích tâm tức là nghe cái tâm đó là tự tánh của mình chính gì, thì ngài mới tỉnh. Thì tỉnh rồi thì ngài nói cái pháp đó lìa danh tự đâu có thể giảng, bởi vì cái tâm nó đâu phải là cái hình tướng bên ngoài mà diễn đạt được. Bây giờ ngài mới đi tìm qua các cái hội thiền, tìm sư viên giám ở hội Thánh Nham. Một đêm nằm mộng thấy có nuôi con chim ưng sắc xanh, tỉnh giấc ông cho làm điềm lành. Đến sáng ngày ấy sư liền đi đến, sư lễ ra mắt dám nhận cho ở và giải tán câu mại đạo hỏi Phật chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Sư sáng câu này trải qua 3 năm, một hôm dám hỏi sư ghi được phải đầu trang thử nêu ra xem. Sư nghĩ đáp lại bị dám bụng miệng, bỗng nhiên sư khai ngộ bèn đảnh lễ dám bảo ngươi diệu ngộ quyền cơ chăng sư thưa, nếu có cũng phải mửa bỏ. Lúc đó thì giả ở bên cạnh nói, Quan Nghiêm Thanh ngày nay như bệnh được ra mồ hôi. Sư nói má lại bảo, ngậm lấy miệng chó, nếu nói lăng xăng tao buồn nôn. Thì như vậy, ngài Viên Giám là đệ tử của Tông Lâm Tế. Mà đời sống Tông Lâm Tế bắt đầu cho khác phải đầu. Đó. Bởi vậy cho nên ngài Nghĩa Thanh tới đây thì ngài Viên Giám dạy sáng phải đầu, sáng cái câu chẳng phải chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời của ngoại đạo hỏi Phật đó. Thì ngài sáng sẽ tới 3 năm, tới trình ngài Viên Giám hỏi rồi ngài muốn trả lời, Viên Giám bụng miệng ngay đó ngài ngộ. Và khi ngộ rồi thì ngài Viên Giám hỏi rằng như diệu ngộ quyền cơ chăng, thì nếu thông thường nó dạ con ngộ rồi phải không, nhưng mà ngài đáp nếu có cũng phải mửa bỏ, nếu còn thấy ngộ thì nó cũng phải bỏ luôn đó. Thì như vậy mới thấy cái thấy của ngài nó siêu việt. Ông thì giả thấy vậy ông nói rằng Quan Nghiêm Thanh ngày nay như bệnh được ra mồ hôi, thì ngài bảo nằm lấy miệng chó để nói lăng xăng trong buồn nôn. Tất cả những cái gì gọi là ngộ là đắc đó đều là từ bỏ hết. Thầy được thấy tọt rồi nó là như vậy. Sau đó 3 năm, giám đăng tông chỉ của Tông Tào Động chỉ dạy sư đều diệu khế, giám cao dài y có đại dương quyền và dẫn dò như thay ta nối dòng Tông Tào Động, không nên ở đây lâu, phải kéo hộ trì. Lại nói kệ tu di lập thái hư, nhật nguyệt phụ di chuyển, quần phong tiệm dĩ tha, bạch phân hương cải biến, chiếu lăng phong khởi tùng, tào thê động liên quyện, khiêm phụng túc lâm xào, thành đài khởi sao tiễn, dịch tu di đứng trong không, nhật nguyệt cảnh mà chuyển, nhiều đảnh đều nương y, mây trắng mới biến đổi, chiếu lâm gió tòng lai, động tào khê cuốn sáo, phụng vàng đậu ổ rồng, nhà rêu đâu xe miếng. Giám lại bảo sư đến nơi nương thiền sư Viên Thông Tú. Thì như vậy ngài Viên Giám là Tông Lâm Tế, còn ngài Đại Dương Kính Quyền thì Tông Tào Động, nhưng mà hai người đó lại là bạn thân. Cho nên khi ngài Kính Quyền sắp tịch, không có người kế thừa, mới đem y đem dài được gửi cho ngài Viên Giám. Sau này ông gặp cái người nào xứng đáng, ông nói cái yếu chỉ của Tông Tào Động cho họ, rồi trao dài y này để cho họ kế thừa, để nối nắm cái Tông Tào Động. Bởi vậy cho nên khi mà ngài Nghĩa Thanh ngộ rồi, ngài Viên Giám mới nói cái yếu chỉ của Tông Tào Động cho nghe.
Ngài hiểu rồi thì Ngài mới truyền cái y dạy của Ngài Viên Giáp, của Ngài Kính Quyền cho. Từ đây thì Ngài nối pháp trong tạo động. Khi đến Viên Thông, người không thương hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi ngủ. Khi tự thấy thế, bạch tức Viên Thông. Trong tăng đường có vị tăng cả ngày lo ngủ, kinh thực hành theo quy chế. Viên Thông hỏi người nào, khi tự thưa thượng tọa Thanh. Viên Thông bảo khoan, để ta xét qua. Viên Thông cầm gậy đi vào tăng đường, thấy sư đương nằm ngủ. Viên Thông gõ vào giường, quở. Trong đây tôi không có cơm dư cho thượng tọa ăn xong rồi ngủ. Sư thưa và thượng giả tôi làm gì? Viên Thông bảo sao chẳng tham thiền? Sư thưa, món ăn ngon không cần đối với người bụng no. Viên Thông bảo, tại sao có nhiều người không chấp nhận thượng tọa? Sư thưa, đại hạ chấp nhận để làm gì? Viên Thông hỏi thượng tọa đã gặp ai rồi đến đây? Sư thưa phù sơn. Viên Thông bảo, lạ, được cái gì mà lười biếng? Viên Thông bèn nắm tay hai người cười rồi trở về phương trượng. Hạnh thời quá. Như vậy thì món ăn ngon không cần đối với người bụng no, phải không? Nhưng mà nếu người bụng đói thì cần không? Nếu bụng đói thì dù món ăn dở cũng cần nữa, chứ đừng nói là món ăn ngon, phải không? Rồi mình đói bụng dầu cho là khoai lang hay là bắp từ gì đó cũng là thích hết, phải không? Do đó cho nên cái người mà đã triệt ngộ rồi thì người ta không cần phải thưa hỏi thêm nữa, vì đó là dư. Nhưng mà nếu mình chưa triệt ngộ thì đó là thiếu, hỏi hoài chưa đủ. Ban đầu sư trụ tại Bạch Sơn, sau khi dời đến đầu tử, sư trưởng đường gọi đại chúng bảo, nếu luận việc này như lao phụng bơi giữa hư không, chẳng để dấu vết như con linh dương mọc sừng, ai tìm được dấu chân, tròn vàng chẳng giữ đầm lạnh, thỏ ngọc đâu gá bún cốc. Nếu lập chủ khách hiện tại ở ngoài khỏi quay âm lay đầu, hỏi đáp nói bài vẫn là bên lề quyền lộ đề sướng. Nếu hay như thế vẫn còn ở giữa đường, nếu đứng trồng chẳng nhập thấy nhau. Đây thì Ngài nêu lên để cho thấy rằng cái cứu kính của đạo nó không có tựa, không có nương, không có hình dáng. Cho nên nói rằng như con chim loan, chim phụng mà bay trong hư không, nó có dấu vết gì không? Bay qua rồi thôi, không còn dấu vết. Như con linh dương mọc sừng, thì cái con linh dương mọc sừng thì mình chưa biết, nói rằng nó đi ra thì không có dấu chân. Còn thật là đồng vàng thì nó không ở với đồng lạnh làm gì. Mà thật là có nọc thì đâu giá bóng cốc, bóng cốc tức là mặt trăng chi, phải không? Vì vậy mà nếu mà lập chủ khách thì phải ngoài quải quay âm lai đầu, mãi đáp nói bài vẫn là bên lề quyền lộ. Những cái đó là cái tạ, chứ không phải là cái thật. Vì vậy mà nếu dùng những cái đó cho là chú kính thì không được. Vì vậy mà nó nếu hay như thế vẫn còn ở giữa đường, tức là nếu như thế mà hiểu thì cũng là kẻ giữa đường, chứ không phải là rồi. Nghĩa là nếu người đứng trồng tức là không còn bên này, không còn bên kia, thì người đó sẽ không nhập với nhau, đã xong việc. Sư thượng đường, nếu đề xướng thông thừa thì phòng thánh bạc dấu, lầu gác mở cửa, nơi khác thấy nhau. Giả sử cuốn rèm được ngộ, đâu phải bên cạnh, mùa xuân gặp qua đào, lại thêm vịnh mát. Do đó, cổ nhân nói, một đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền. Chư nhân giả đã là chẳng truyền, tại sao con câu sắt chạy qua nước Tân La? Sư bèn hét nói, đạt giả phải biết trong tiếng sợ. Ở đây, Ngài nói rằng về cái đề xướng thông thừa thì phải bật cả phàm, cả thánh, không còn dấu vết gì hết. Bây giờ nói rằng giả sử cuốn rèm được ngộ đâu phải bên cạnh. Cuốn rèm được ngộ là ai?
À, tức là lăng đạo giả đó, phải không? Rồi gặp qua đào mà ngộ là ai? À, thiền sư Linh Vân. Như vậy thì dù cho ngộ vậy, ngài cũng cho rằng còn bệnh mình chưa phải xong. Tại sao vậy? Vì một đường hướng thượng ngàn thánh chẳng thừa. Tại sao vậy? Bởi vì nếu thiền thì cái đó ngài cho mình, phải không? Chứ không phải của mình. Vậy mà cái đó là cái của mình thì chẳng qua các ngài làm chính chứ không có truyền. Có gì đang hỏi, thầy tướng cho khúc tâm phong ai và nói pháp vị nào? Sư đáp, một mũi tên trước quay âm bắn thấu hai lớp núi. Thế nào là việc truyền nhau? Ta toàn nhân trăng đất hoài chiếu soi xưng sư dĩnh. Thế nào thế ấy lại vào nước thấy người dài, chỉ biết kinh ngọc lạ, câu viện tâm sở vương, tâm tăng lễ bái. Thì cái chỗ này, ngài nói nó có cái tính cách là cho mình hiểu. Mãi thầy sướng ra khúc tâm phong ai và nói pháp vị nào, thì ngài nói rằng có cái mũi tên ở trước Đức Phật Quan Vương. Mũi tên nó bắn thấu ra hai lớp núi. Thì cái mũi tên nó dụ cho cái gì? Tức là có một cái sẵn có của chính mình, và cái đó nó vượt qua hai lớp núi. Mà hai lớp núi đây có thể là lớp núi Lâm Tế và lớp núi Đào Động. Bởi vì ngài kế thừa tông Đào Động mà lại ngộ ở tông Lâm Tế. Thì ông Tăng nói, thế nào là việc truyền nhau? Thì ngài nói, toàn nhân căn đất hoài, chiếu xoay xưng xứ vĩnh. Căn đất hoài, thì có thể mình nói, ví dụ, như là trăng ở Biên Hòa, và xoay sáng ở Bà Rịa. Thì vậy là sao? Nhân trăng sáng ở Biên Hòa, mà chiếu xoay ở Bà Rịa. Thì chưa hiểu không? Thì cũng như ngộ ở tông Hoàng Tế mà kế thừa ở tông Tào Động. Nói là thế ấy là vào nước thấy người dài. Nếu thế ấy thì vào nước thấy người dài, mấy chú xuống tóc thấy mình dài không? Thì cái thấy dài là cái tưởng tượng chứ không thiệt. Thì ngài nói chỉ biết kinh ngọc lạ, đâu viện tông sở vương. Câu đó nói gì? Ông Biện Hòa, ông lên núi Kinh Sơn, ông tìm ngọc. Khi ông tìm được hòn ngọc bích ở trong đá, thì ông biết đó là ngọc quý. Đang danh cho vua sở. Biết hòn ngọc quý đang danh vua sở, thì chưa biết vua sở có nhận hay không. Phải không? Thì đây cũng vậy. Tôi biết cái đó là quý, tôi cứ thật nêu lên, còn gì không hiểu, sao không hiểu. Như hiệu Nguyên Phong năm thứ 6, nhà Tống, ngày mùng 4 tháng 5, sư Tống rửa thượng đường từ việc chúng với kệ. Lưỡng xứ trụ trì, vô khả trợ đạo, trân trọng chi nhân, bất tu tầm thảo. Dịch trụ trì hai nơi, không thể giúp đạo, trân trọng các người, chẳng cần tìm thảo. Sư ném bút liền tịch. Thì khi mà ngài nói rằng cái đời của ngài thì làm trụ trì được hai chỗ, nhưng mà cũng chưa làm được việc đặt cho đạo là bao nhiêu. Bây giờ kính chào hết mọi người, xin đừng có tìm kiếm nữa. Ngàn đây là hết chỗ tìm kiếm rồi. Đến tìm sư Thân Phổ ở Hưng Dương, sư ở Đại Dương làm chi viên, sư trồng dưa. Hãy dưa hỏi, dưa ngọt chừng nào mới chín? Sư thưa hiện nay đã chín mùi rồi. Để Dương bảo bẻ dưa chín mùi đem lại. Sư hỏi cho người nào ăn? Để Dương bảo cho người không vào vườn. Sư thưa chẳng biết người không vào vườn lại ăn hay chăng? Để Dương bảo người biết y chăng? Sư thưa tuy nhiên chẳng biết mà không được chẳng cho. Để Dương cười rồi đi. Hai thầy trò nói chuyện trồng dưa. Đơn giản. Đã dưa ngọt chừng nào chín,
thì câu hỏi này nó na ná với câu hỏi của ai? À, lục tổ hỏi, để ngũ tổ hỏi lục tổ, gạo trắng chưa đó, phải không? Thì Ngài trả lời, hiện nay đã chín mùi rồi, vừa chín mùi rồi. Thì giống như lục tổ trả lời, gạo đã chín mà chưa có dần à, phải không? Đại Dương bảo, để như chín mùi đem lại, tức là, ông nói chín mùi thì ông trình cái chín mùi cho không có. À, như vậy thì, cái câu hỏi đó mà nếu không khéo thì kẹt rồi, mình khó trả lời. Thì Ngài nói, cho người nào ăn, đem lại thì người nào ăn đấy. À, câu hỏi rất là thông thường, mà khéo chuyển qua được cái khó khăn. Đại Dương bảo, cho người không vào vườn, thì Đại Dương tới đó thì thấy nó hơi khó lại. Nghĩa là cho ai ăn, cho người không vào vườn. Xin thưa, chẳng biết người không vào vườn lại ăn hay chăng? Còn vẽ lại, thì Đại Dương bảo, người biết đi chăng, ông chuyển qua cái khác, sao không còn nói ăn hay không ăn nữa. Ông chuyển qua cái khác, người biết đi chăng. Cái câu này là câu khó trả lời. Nếu biết thì thánh nhân hỏi, phải không? Còn nếu không biết thì đồng hồ vô nữa. Vì vậy cho nên, tuy nhiên chẳng biết, mà không được chẳng cho. Biết thì không biết, mà không phải không thể không cho. Thành đã trả lời rất là kéo. Nên là nếu biết nó, thì thánh nhân còn hỏi sao, phải không? Nhưng mà, nếu không cho, tức là không có nó sao? Không biết mà nó có, cho nên cho. Trả lời rất là kéo, gỡ được những cái đó. Nói được cái đó, cái Đại Dương thì cười. Sau khi thi trụ ở Hưng Dương, thượng đường giải chúng, đại đạo từ Tây Sang, Lý Bạch, Bách Phi, tăng câu hợp cơ toàn trái diệu chỉ, bất chấp dĩ mà có làm công vại tăng tổ sư, cũng là lăng xăng có ích, có lợi ích gì. Tuy nhiên như thế, việc không phải một chiều, hãy ở trong cửa tuyến giáo mở một con đường cùng toàn thể thương lượng. Ngày trước đó thì Ngài nói, cái đạo lý của tổ sư từ Ấn Độ sang á, cái đạo lý đó nó giết hết mọi cái phi. Nếu trong một câu nói mà mình còn cho hợp lý để người ta hiểu á, thì đó là trái với yếu chỉ. Như vậy thì nó không có hợp với cái tông tổ sư. Nhưng bây giờ bất đắc dĩ phải nói, đó là lòng công vại rồi đó. Ta hỏi, trầm ba kiệt các bãi biển thì càng không chấn động. Thấy mặt tình nhau việc thế nào? Thì sư đáp, chim đại bằng cánh vàng trình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Hỏi, nếu khi gặp người xuất đầu thì sao? Sư bảo giống như chim cắt ăn thông tin, trước sợ khô nghiệm mới biết thật. Hỏi, thế ấy thì khoanh tay bài dịch vua ba bước. Sư đáp, dưới tòa tu di con rùa quạ, chớ đợi điểm sáng lần thứ hai. Cái lối đối đáp trong thời này hay dùng những câu thơ để mà đối đáp nhau. Thành ra đầu tiên là ông ta hỏi, dòng ta kiệt ra khỏi biển thì càng không chấn động, thấy mặt tình nhau việc thế nào? Cái chủ yếu là thấy mặt tình nhau đó. Nhưng mà dẫn phía trước, dòng ta kiệt tức là con rồng vua, rồng chúa. Khi mà ra khỏi biển thì có sấm sét nổi lên, phải không? Bây giờ mình thấy mặt tình nhau là việc đó là sao? Thì Ngài đáp lại, chia sẻ bằng cánh vàng trình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Nghĩa là chim đại bằng thì nó nuốt độc, phải không? Cho nên nó chim đại bằng cánh vàng trình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Ông nói rằng việc tình nhau đó thế nào thì giờ hỏi ai, có cái hình tướng gì hiện ra mà nó trình? À, thì ông đáp, nếu khi gặp người xuất đầu thì làm sao? Nếu có người mà hiện hình ra thì sao? Thì Ngài nói, giống như chim cắt anh không tin, trước sợ khô nghiệm mới biết thật. Anh giống như con chim cắt nghi ngờ, tức là chỉ sao cái nhỏ mọn, nghi ngờ nhỏ mọn đó. Bây giờ muốn biết nó thì trước sợ khô nghiệm định biết thật. Thì ông Tăng này nói, thế ấy thì khoanh tay bài nhật thua ba bước. Như vậy thì
coi như là xong rồi, thôi trở lui. Thì ngài cho đó là cái người chưa hiểu, nên nói ở dưới tòa Tu Di, tòa Tu Di tức là cái tòa mà ngài ngồi đó, ví dụ như to như núi Tu Di, mà ăn như con rùa quạ, xíu, phải không? Chớ đợi điểm cái lần thứ hai, chớ có đợi chỉ điểm trinh sát lần thứ hai, tức là chỉ cái dở, cái khuyết cho lần nữa. Sư bệnh, đại dương đến hỏi, thân này như bọt quyển, trong bọt quyển thành tựu. Nếu không có cái bọt quyển thì đại sự không cho đâu mà biện. Nếu cần đại sự xong, biết cái bọt quyển này làm gì, sư xưa vẫn làm việc bên này. Đại dương bảo, việc bên kia thì thế nào? Sư xưa sắp thức vần hồng suốt, đá diễn chẳng trồng qua. Đại dương cười, là người tỉnh tỉnh trang, sư hét nói, sẽ bảo tôi mất rồi, thầy sắp tịch. Bây giờ khi ngài bệnh thì đại dương là thầy tế thông, thì ông thầy lúc nào cũng muốn nhắc nhở để đệ tử biết cái thân này thì sắp chết, nó như mộng như quyển, nó không có gì đừng quan trọng đó. Cho nên cái thân này như bọt quyển, trong bọt quyển thành tựu, nó thành tựu trong cái bọt cái quyển thôi. Nếu không có cái bọt quyển thì đại sự không cho đâu mà biện. Nhờ cái bọt quyển này mà mình tu hành đạt được đại sự. Nếu cần đại sự xong, biết cái bọt quyển này làm gì? Nếu mình đạt được cái đại sự rồi, cái thân bọt quyển không còn nghĩa lý gì nữa. Phải không? Đó. Thì nói vậy đó là để an ủi như vậy. Thì ông hiểu đạo rồi thì chết không còn nghĩa lý gì. Thì sư thưa, vẫn là việc bên này. Nói vậy nó cũng việc bên này thôi, chưa phải là việc cứu kính. Đại dương bảo việc bên kia thế nào? Thì ngài thì đáp rằng, khắp đất vần hồng suốt, tức là khắp cả phải đất vần hồng nó soi sáng hết, đáy biển chẳng trồng qua, đáy biển thì đâu có trồng qua được. Đại dương cười, khen, nói rằng như vậy ngươi là cái người tỉnh tỉnh trăng. Sư hét nói, sẽ bảo thôi hết rồi, thầy sắp tịch. Như vậy lẽ ra, ngài là cái người kế thừa đại dương, phải không? Nhưng mà phải ngài chết sớm quá, cho nên đại dương không có người kế thừa, mà phải gửi nhờ ngài tuyên giáo